Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Tập 31. Chương 301. Tái tham. Xin lỗi, sư huynh. Thần thức của lục sư đệ thấy cảnh tượng đó, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhờ có sư huynh ngăn cản phía sau, hắn thanh thủ thời cơ chạy thoát thân. Khi lục sư đệ đi ngang qua chỗ ẩn thân của Vương Lâm, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe nhưng không hề có cử động gì. Sau khi lục sư đệ lao qua bên người Vương Lâm, chỉ một chút sau, vô số đám tế ti cũng đuổi theo sau đó, lao qua chỗ Vương Lâm ẩn náu làm hắn cực kỳ căng thẳng. Đám tế ti chợt lóe trong không trung, thoáng cái đã bay nhanh về hướng lục sư đệ đang chạy trốn. Đợi đám tế ti đi qua, Vương Lâm mới lao về phía lỗ hổng do kiếm khí gây ra trên vách hang động. Nhanh như tia chớp, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở trong hang động. Lập tức, trên vách tường lại xuất hiện một ít tế ti, đánh về phía hắn. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, cấm phiên trong tay run lên, thân thể lập tức bị màn xương đen vây kín. Hắn biết thời gian cấp bách, không còn do dự, cách khoảng không chụp lấy phi kiếm trong tay hải cốt. Nhưng cũng lúc này phi kiếm bỗng dưng lóe sáng ra uy áp khổng lồ, tay của Vương Lâm như bị đâm, lập tức xuất hiện một đám huyết điểm thật nhỏ, hắn cả kinh vội vàng thu tay lại. Lúc này, đám tế ti ở ngoài hang động cũng đã quay đầu trở về, đi đầu là tế ti quỷ dị màu đen. Thần thức của Vương Lâm vừa thấy vậy bèn buông tha phi kiếm, cách không chộp vào ngọc thạch phía trên kia, lập tức ngọc thạch nằm gọn trong tay hắn. Hắn quyết định vứt bỏ thiết phiến trên ngực thi hài, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra động phủ, theo một bên bay nhanh thoát đi. Gần như trong nháy mắt khi hắn rời khỏi, đám tế ti cũng về tới hang động. Ngay sau đó, trong hang động truyền ra một tiếng rít gào dữ dội. Tế ti màu đen kia lay động một chút rồi nhanh chóng lao phía Vương Lâm hòng đuổi theo. Vương Lâm dĩ nhiên thi triển ra toàn bộ tốc độ, xuyên qua một đám hang động. Trong lúc bỏ chạy, hắn vẫn dùng ngón tay điểm tại mi tâm, gọi ra một đám du hồn rồi tập trung lại một điểm thần niệm sau đó lại tản ra bốn hướng, thành một đám trông thật hỗn độn. Đang lúc bỏ chạy, Vương Lâm phát hiện bọn du hồn chính mình ném ra đang biến mất rất nhanh. Tế ti màu đen kia như điên cuồng, không ngờ không đi qua hang động mà là xuyên qua vách tường, đem hết tốc độ bay thật nhanh, tiêu diệt hết bọn du hồn đó. Trong tiên thú phủ vốn có rất nhiều hang động, bị chôn vùi sâu dưới trận tai kiếp ngày xưa, vừa rồi lại bị hai đạo kiếm khí oanh kích, tạo thành rất nhiều chỗ sụp xuống. Giờ phút này, tế ti màu đen phát cuồng, đấu đá lung tung làm cho một đám động phủ không chịu nổi ầm ầm sụp đổ. Hiện tượng này lập tức phát sinh phản ứng dây chuyền tới nhiều nơi trong động phủ. Vương Lâm bay lên trên không, nắm lấy móc xích nhưng lại bị một cỗ kỳ dị lực đánh gãy, hắn nén lòng thở dài, không thử nữa mà đành tăng tốc chuồn thẳng về phía trước. Dần dần, hắn nhận thấy số lượng du hồn không hề giảm bớt, đám tế ti màu đen vẫn mù quáng bám theo, hoàn toàn bị Vương Lâm đánh lạc hướng. Nhưng vào lúc này, có tiếng động truyền đến từ bốn phía, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, lui về phía sau vài bước. Thần thức đảo qua, lập tức phát hiện một mảnh lớn hang động sụp xuống, lúc này toàn bộ tiên thú phủ đã bị chôn vùi. Nếu là người bình thường gặp cảnh tượng này, tất nhiên sẽ không biết làm gì, nhưng chỉ cần không gặp hắc ti kia thì Vương Lâm không có chút gì sợ hãi. Hắn trầm ngâm một chút, không lựa chọn rời đi ngay mà đảo thần thức qua, ánh mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Lục sư đệ không ngờ không chết, còn đang xuyên qua vách tường cách đó không xa. Hơn nữa, không đi về hướng mục tiêu mà nhằm đến chỗ Vương Lâm đang đứng, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, miệng cười, nghĩ lục sư đệ thật là một kẻ độc ác, ẩn núp tu vi để chờ phát ra trong nháy mắt. Hơn nữa, hắn đang đi về phía mình nên hẳn là đã phát hiện ra nơi mình ẩn náu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu hắn có ý đồ giết chóc, vậy Vương Lâm không ngại giết người để cướp đoạt bảo vật. Mặc dù hắn là hóa thần trung kỳ nhưng Vương Lâm tự tin trong tay có pháp bảo và kế hay nên cơ hội giành phần thắng sẽ là hơn 8 phần 10. Cấm phiên trong tay hắn run lên, lập tức màn xương đen xung quanh biến mất trên vách đá. Hắn bình tĩnh vuốt nhẹ khu thú quyển trên cổ tay, nhìn thẳng phía trước chờ lục sư đệ tiến đến. Không lâu sau, trên vách tường bỗng nhiên chui ra một người với bộ dạng cảnh giác. Ánh mắt y chớp động, nhìn về phía Vương Lâm. Hắn nhìn kỹ vài lần,
cười ha hả. Ôm quyền nói, đạo hữu, bây giờ trong động phủ e rằng chỉ còn ta và ngươi. Vương Lâm cười khẽ, trong lòng dĩ nhiên hiểu người này nói vậy là đã sớm phát hiện mình đi theo, không cần phải ẩn nấp. Nơi đây đã vừa sụp xuống, đạo hữu không đi tìm đường ra ngoài, vì sao phải đến chỗ tại hạ? Vương Lâm thản nhiên nói. Lục sư đệ nhìn quanh bốn phía đứng tại chỗ, nói, như vậy là đạo hữu đi theo từ đầu tới giờ, cũng đã thấy tiên giới Chi Lương. Vương Lâm mỉm cười, không đáp, nhẹ nhàng bâng quơ nói, đạo hữu nghĩ gì mà nói thế? Lục sư đệ ánh mắt chợt lóe lên kỳ dị, cười nói, tại hạ là Tôn Lôi, hẳn là đạo hữu cũng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Không sợ đạo hữu biết, Tôn Mỗ không phải là người của Đại La kiếm phái mà là trà trộn vào trong đó. Vương Lâm vẫn không nói không rằng, Tôn Lôi vừa nói chuyện vừa bước lên trước một bước. Nhìn thấy Vương Lâm lộ ra vẻ như cười như không, tâm y chợt động, liền ngừng lại. Đạo hữu mà bước thêm nữa thì tại hạ phải ra tay. Vương Lâm sắc mặt như thường, thản nhiên nói. Tôn Lôi trầm ngâm một chút, cười nói, đạo hữu, Tôn Mỗ không quanh co lòng vòng, trong động tiên giới Chi Lương kia. Có ba vật quý, trong đó nhất là tiên ngọc, nhị là kiếm tiên, ba là thiết phiến màu vàng, không biết vừa rồi, đạo hữu có được cái nào chưa? Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nói, tế ti màu đen trở về quá nhanh, tại hạ chưa lấy được cái nào. Tôn Lôi nhướng mày, hắn liếc mắt một cái rồi suy nghĩ, tu vi của người này chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng thần thức lại rất quỷ dị. Nếu không có chính mình tu luyện công pháp chuyên môn xem xét thần thức, sợ là rất khó phát hiện người này đi theo. Hơn nữa dù vậy, khi mình bị tiên giới Chi Lương đuổi theo, trong nháy mắt bay qua người này, mình mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Sau đó dùng bí pháp theo dõi thần thức dao động của hắn mới miễn cưỡng tìm được vị trí người này. Xem ra, hắn và mình cũng giống nhau, đều ẩn giấu tu vi, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không manh động. Hơn nữa trải qua lần tiếp xúc này, sự bình tĩnh của hắn lại khiến Tôn Lôi khẳng định trong lòng. Đối phương hiển nhiên là ẩn giấu tu vi, nếu không hóa thần sơ kỳ gặp phải hóa thần trung kỳ, tuyệt đối không thể biểu hiện như thế. Còn có một điểm khác cũng khiến Tôn Lôi rất kiêng kỵ, trong vách tường bốn phía mơ hồ lộ ra một tia khiến hắn cảm giác nguy hiểm. Chỉ trong một bước nhìn như tùy ý tiến về phía trước của hắn, cảm giác nguy hiểm đó trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười ôm quyền nói, đạo hữu, tiên ngọc kia là do nhiều năm qua tiên giới khí ngưng kết mà thành, có thể nói là vật báu vô giá. Nhưng so với nó, kiếm tiên còn quý báu hơn. Vừa rồi tại hạ vội vàng đảo qua kiếm này, không thể xác định thuộc loại nào, nhưng hiển nhiên cũng là tuyệt đối không phải phàm vật. Mặt khác, còn có thiết phiến kim loại, vật ấy tại hạ đoán là thứ tiên khí phòng ngự. Vương Lâm gật đầu, không nói gì. Hắn càng tỏ vẻ lạnh lùng như thế, Tôn Lôi càng cảm thấy người này cao thâm. Chắc chắn đối phương đã biết những gì mình nói vừa rồi, vì thế Tôn Lôi lập tức thương lượng, nếu chúng ta mỗi người tự tìm lấy e là rất khó vì rất đông tiền. Giới Chi Lương đang canh giữ ba kiện trọng bảo. Nhưng nếu là ngươi và ta liên thủ, cơ hội lấy được trọng bảo sẽ lớn hơn rất nhiều. Vương Lâm nhếch miệng mỉm cười, nói, ồ, ta vì sao phải giúp ngươi? Tôn Lôi ngẩn ra một lúc, hắn vốn là người thông minh, lập tức phản ứng lại, cười nói, tại hạ chỉ cần kiếm tiên, còn lại hai vật cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Vương Lâm lắc đầu, Tôn Lôi sắc mặt có chút khó coi, nói, đạo hữu, nếu ngươi cố ý muốn kiếm tiên, cứ lấy đi, còn hai vật kia thì để lại. Đạo hữu cũng biết là kiếm tiên kia quý giá nhất, so với nó thì một trong hai vật kia thì còn thua xa, nhưng nếu là có cả tiên ngọc và thiết phiến thì cũng chẳng thua kém là bao. Vương Lâm suy tính, trên kiếm tiên kia có cấm chế uy lực rất lớn, trừ khi tế luyện thời gian dài, nếu không thì không thể cầm lấy được. Vương Lâm tự nhủ, hiển nhiên là người trước mắt này không biết trên thân kiếm có chỗ quỷ dị. Hắn nghĩ đến đây, mỉm cười, nói, kiếm tiên, tại hạ không cần. Tôn Lôi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có điều dịu đi, cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta tìm hiểu động này xem thế nào. Vương Lâm lắc đầu, nói, tại hạ cũng không hứng thú với hai vật phẩm còn lại. Ngươi. Ánh mắt Tôn Lôi lập tức u ám, nếu không kiêng nể đối phương ẩn nấp tu vi, hắn đã sớm tiến lên giết chết Vương Lâm ngay, cần gì phải nhiều lời vô ích. Tôn Lôi thở sâu,
nén cơn giận dữ, thầm nhủ, đối phương càng như thế, càng chứng minh hắn ẩn nấp tu vi, nếu không, sao dám nói với mình như thế? Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 302, lòng mang tâm tư. Vương Lâm tỉnh bơ, nhìn Tôn Lôi liếc mắt một cái, chậm rãi nói, Tôn đạo hữu, muốn tại hạ giúp ngươi lấy được kiếm tiền. Lại chỉ đưa ra hai thứ đồ mơ hồ, ngươi cho rằng tại hạ là trẻ con nên dụ dỗ lừa gạt phải không? Tôn Lôi thở sâu, nhìn chằm chằm Vương Lâm, trầm giọng nói, đạo hữu, ngươi muốn cái gì? Hắn cũng không thích nhiều lời, nếu đối phương nhất định không chịu tiến đến, vậy hắn sẽ tự mình mạo hiểm thử một lần. Ta xem đạo hữu là người đến đây trước, dường như đã phát hiện những khe nứt trong không gian này. Vương Lâm nhẹ nhàng, từ từ nói. Tôn Lôi cười ha hả, vỗ túi chữ vật, một chiếc ngọc giản rơi vào tay, ném về phía Vương Lâm, nói, di tầm quyết, vật ấy là thần thông thuật của Đại La Kiếm Tông, tặng người. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua liền nói, đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, tại hạ cũng không lằng nhằng nữa. Ngươi hãy đưa cho ta hồ lô màu xanh trong túi chữ vật của tam sư huynh ngươi, ta sẽ mạo hiểm cùng ngươi đi tìm. Không được. Tôn Lôi không có gì do dự, lại nói, đó là tẩy linh hồ, chính là vật tôn mỗ nhất định cần khi vào Đại La Kiếm, đạo hữu không nên ép ta. Vương Lâm nhướng mày. Tôn Lôi cắn răng, tức giận, nói, đạo hữu, hồ lô này là không thể đưa cho ngươi, tuy nhiên nếu ngươi giúp ta lấy được bảo kiếm, ta có thể cho ngươi một tẩy linh chi mộc, công hiệu của nó không bằng tẩy linh hồ, nhưng nó vẫn là bảo vật hiếm có công hiệu hấp thu được tiên giới chi khí. Nói xong, hắn có chút tiếc nuối, lấy trong túi chữ vật ra một mảnh gỗ nhỏ, rơi nhoáng lên cho Vương Lâm nhìn qua rồi thu lại. Vương Lâm trầm ngâm một chút, vì một cái tẩy linh hồ mà phải hao phí pháp bảo để xử lý người này, chưa cần nói tới đáng giá hay không nhưng ở đây cực kỳ nguy hiểm. Hồng điệp kia lại như hổ rình mồi, nếu mình tiêu hao pháp bảo quá mức, khi gặp phải hồng điệp hoặc là người khác tu vi cao cường tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Vương Lâm gật đầu nói, thôi, ngươi đem tẩy linh chi mộc cho ta, ta trợ giúp ngươi đi tới chỗ hang động đó một lần. Nhưng nếu sau khi ngươi vào mà vẫn không thể lấy được kiếm tiên, thì tẩy linh chi mộc và tẩy linh hồ cũng đều là vật của ta. Tôn Lôi gật đầu, nói, tất nhiên rồi, hiện tại tôn mỗ không thể cho ngươi tẩy linh chi mộc này, đợi đến được cửa động lại cho cũng không muộn. Đạo hữu thứ lỗi, tôn mỗ chỉ phòng bị một chút thôi. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, tay áo vung lên, nói, đạo hữu dẫn đường. Tôn Lôi không nói hai lời, lắc nhẹ mình hướng về cửa động. Hắn cùng với Vương Lâm một trước một sau, hai người duy trì khoảng cách nhất định, không ai không tin ai, đều phòng bị lẫn nhau. Tôn Lôi cười thầm tự nhủ, mặc dù là ngươi ẩn nấp tu vi, nhưng nếu mình đoạt được kiếm tiên thì cùng lắm xuất ra chí bảo của môn phái. Liều mạng lập tức rời khỏi tiên giới, có thể sẽ một đòn giết hắn. Đây là do hắn kiêng nể Vương Lâm ẩn nấp tu vi, bởi vậy mới mời Vương Lâm cùng đi tầm bảo. Cả hai người đều là người quyết đoán, tiến thẳng tới chỗ hang động, chỉ một lúc, cả hai đã xuyên vào trong huyệt động cách cửa hang chừng 30 trượng. Tại đây, nhìn ra xa thấy cửa động tối đen như mực. Ở cách đó không xa, có một bộ hài cốt, đó là xác của tam sư huynh do Tôn Lôi hại chết. Tiên giới chi lương vốn là thực vật của tiên thú, ăn vào thân thể cường tráng, nhưng đối với ta mà nói, nó không có tác dụng. Không ngờ tiên thú chi lương ở đây có nhiều đến như vậy. Đạo hữu có biết vì sao tiên lương màu đen tồn tại không? Tôn Lôi nhìn cửa động phía xa xa, nhẹ giọng nói. Vương Lâm bình tĩnh, đáp, ta nghĩ là nó liên quan tới bộ hài cốt. Hắn nhớ rất rõ, lần đầu tiên, tế ti màu đen kia là từ trong bộ hài cốt kia chui ra, cứ mỗi lần bay ra đều khiến bộ hài cốt kia rung động, như thể lúc nào cũng có khả năng sống lại. Đạo hữu kiến thức quả là bất phàm, nhiều năm trước, tiên giới gặp phải kiếp nạn. Tiên lương màu đen kia không biết bằng cách nào mà cắn nuốt toàn bộ thân thể kia lại hợp với tiên thức nguyên thần, sau đó chui vào trong thi hải ẩn. Nấp, qua lâu ngày liền có đạo hạnh. Đúng là bởi vì sự tồn tại của nó cho nên ở đây tiên giới chi lương tồn tại rất đông, chỉ sợ đều là con cháu của nó sinh sôi ra. Tôn Lôi nói,
hắn đưa ra mấy miếng ngọc giản nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Vương Lâm trầm mặc không nói. Đạo hữu, lát nữa ta dùng phép thuật dụ dỗ tiên giới Lương Chi ra, ngươi và ta cứ thế mà tiêu diệt được bao nhiêu thì cứ ra sức. Khi nào tế ti màu đen xuất hiện, chúng ta nhanh chóng chạy trốn, gặp nhau ở chỗ lúc nãy, Tôn Lôi trầm giọng nói. Vương Lâm gật đầu, vung tay phải, khu thú quyển bay ra, lập tức hóa thành lôi oa, rơi trên mặt đất, lôi oa. Tôn Lôi nheo mắt, liếc nhìn Vương Lâm thật lâu, nội tâm càng thêm xác định người này ẩn nấp tu vi, nếu không thì làm sao có thể bắt được loài linh thú thượng phẩm cực kỳ hiếm như thế. Bắt đầu đi, Vương Lâm bình thản nói. Tôn Lôi không nói thêm nữa, hai tay niệm thần chú, khẽ quát một tiếng. Lập tức sau lưng hắn bảo kiếm bay lên, tạo thành một đạo kiếm quang hình cầu vồng, bay đi trong tiếng ầm, đâm thẳng vào trong động. Âm thanh trong động dội lại một trận, theo sau, bảo kiếm quay về. Bỗng nhiên, xuất hiện một tuyến đoàn to lớn, theo sau vô số tế ti lúc nhúc nối nhau bay vào tới. Cảnh tượng này làm cho người ta phải rùng rợn. Một khi bị nó bám vào, thì máu chảy đầm đìa, cuối cùng chỉ còn bộ hài cốt. Tôn Lôi hét lớn một tiếng. Trước mặt hắn, ngọc giản lập tức mở tung, một tia khói bảy màu từ phía trên tràn ra, hướng tới đàn tế ti. Ngay lập tức, một mảnh tế ti rơi trên mặt đất, không ngừng co rúm, vặn vẹo. NHUNGDAN tế ti quả là rất nhiều, chỉ trong vài hơi thở, đám khói bảy màu tiêu tan sạch. Tôn Lôi không nói hai lời, lui về phía sau, dùng phi kiếm bắn ra từng đạo kiếm khí lớn chém vào phía trên tế ti. Cứ mỗi đạo kiếm khí bắn ra là từng tảng lớn tế ti bị tiêu diệt. Cho dù trong động hiện ra một con đường, nhưng đã bị đám tế ti bao vây không còn lối thoát. Chúng liều lĩnh vọt tới tấn công tất cả những vật còn sống. Tôn Lôi tiếp tục lùi về phía sau, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn lôi con ếch bên người ra. Lập tức, con ếch phình bụng ra, từ trong bụng truyền ra thứ âm thanh nghe như sấm. Sau đó, nó mở to mồm, ầm một tiếng, trong miệng phun ra một lôi cầu. Lôi cầu này lóe ra một mũi điện, đánh thẳng về phía trước. Lập tức, một mảng tế ti như bị một lưỡi hái cắt ngang từng khúc, tiêu tan hết. Tôn Lôi ngẩn ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, lôi cầu này lại lợi hại như vậy, trong lòng càng khâm phục Vương Lâm. Lôi cầu có được uy lực của thiên địa, ầm ầm tiêu diệt đám tế ti đẩy chúng xa chừng 10 trượng. Nhưng đám tế ti như thể nhiều vô tận, cứ xông lên. Vương Lâm lui ra phía sau, tay phải lôi con ếch ra, lại một tiếng rít gào, nó căng bụng lên rồi phun ra một loạt lôi cầu, từng tia chớp cuồn cuộn vây lấy đám tế ti. Lôi cầu bám từng trận điện quang mà bắn xối xả. Đám tế ti như thể lần đầu tiên có ý sợ hãi, không ngờ không còn muốn tiến lên nữa mà như muốn lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rít chói tai truyền ra từ bên trong đám tế ti. Ngay sau đó, giữa đám kia tế ti xuất hiện một điểm đen, từ bên trong bay ra, nhắm thẳng phía lôi cầu. Con ếch liên tục phun ra hai lôi cầu, nên lúc này đã mệt mỏi. Vương Lâm nhìn thấy tế ti màu đen kia vội vàng thu con ếch về hóa thành khu thú quyển đeo trên cổ tay, sau đó xoay người bỏ chạy không chút do dự. Trong khi bỏ trốn, hắn điểm ngón tay tại mi tâm, gọi ra rất nhiều du hồn tản ra xung quanh. Về phần Tôn Lôi, mắt hắn lộ vẻ do dự, thở dài một tiếng rồi buông tha ý định mạo hiểm chờ đám tế ti truy đuổi Vương Lâm xong sẽ tiến vào hang động. Dù sao việc này quá mạo hiểm, nếu vô ý sẽ rơi vào kết cục bỏ mạng. Vì thế, Vương Lâm lui ra phía sau một khắc, hắn cũng lựa chọn phương hướng lập tức, rút đi. Lại nói về lôi cầu kia, khi bị tế ti màu đen kia chui vào trong, lập tức toàn thân run lên, thu nhỏ mình, cuối cùng vang lên từng trận bùm bùm, lôi cầu hoàn toàn tan biến. Tế ti màu đen gào thét kịch liệt, trên thân hình không hẳn là màu đen tuyền mà màu hơi tím, thậm chí còn có một tia điện quang lưu động. Nó cong người bật mạnh về phía trước với tốc độ cực nhanh, dù dùng thần thức tra xét cũng không thể nắm bắt được. Vị trí mà nó lựa chọn không phải Vương Lâm mà chọn đúng Tôn Lôi. Vương Lâm đang đi, bỗng dưng biến sắc, cấm phiên run lên. Hắn liền ngồi xuống khoanh chân, nuốt linh đan, trong khu thú quyển truyền đến từng trận lực hút. Sau một hồi lâu, lực hút mới chậm lại, Vương Lâm từ từ đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Khu thú quyển lần này đã tiêu hao mất nửa ngày hấp thụ linh lực,
hiển nhiên là lôi oa đã tiêu hao năng lượng quá mức. Vòng này dùng tốt tiêu hao cũng rất lớn. Vương Lâm thầm cân nhắc, bay về phía trước. Dọc theo đường đi, một đám du hồn theo bốn phía bên trong vách tường xuyên thấu trở lại mi tâm của hắn. Vương Lâm tính nhanh thấy số lượng du hồn vẫn còn nhiều, không khỏi băn khoăn. Xem ra lần này tế ti màu đen hẳn là đang đuổi theo Tôn Lôi. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 303, tiên giới toái phiến sụp đổ. Vương Lâm đi tới chỗ hẹn gặp Tôn Lôi trong động. Hắn ngồi khoanh chân, thần thức tản ra tìm Tôn Lôi. Không lâu sau, hắn nhìn thấy Tôn Lôi cách đó khoảng nghìn trượng. Lúc này, Tôn Lôi cực kỳ chật vật, toàn thân nhiều chỗ bị thương, có thể thấy trong người hắn có một bộ ngân giáp. Bởi vì hắn có áo giáp này nên tránh được hai lần truy kích. Tay phải của hắn máu chảy đầm đìa, mất đi một ngón tay. Lúc này, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, tập trung thần thức, nháy mắt đảo qua. Tôn Lôi liền phát hiện ra, lập tức biến sắc, lộ ra vẻ khâm phục Vương Lâm. Vương Lâm ánh, mắt chợt lóe, thân mình khẽ động, xuyên qua vách động, độn thổ rồi bay nhanh. Tôn Lôi nhìn thấy, liền lấy ra một số viên đan dược, có vẻ đau lòng nhìn chúng rồi nuốt một hơi, vẻ mặt phức tạp, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Khoảng cách nghìn trượng, đối với hóa thần tu sĩ mà nói là không xa, nhưng trong động phủ, có loại lực kỳ dị trở ngại, nên phải nửa nén hương sau, Vương Lâm mới xuất hiện ở chỗ Tôn Lôi. Tôn Lôi lập tức sắc mặt nhăn nhó, mắt lộ ra vẻ âm trầm, nhìn Vương Lâm chằm chằm, Tôn huynh cứ việc thổ nạp, tại hạ canh giữ cho. Vương Lâm bình thản nói, hắn than thầm trong lòng không biết Tôn Lôi dùng loại đan dược nào mà lúc nãy cơ thể suy yếu thế, giờ đã phục hồi 8 phần. Kể từ đó, Vương Lâm từ bỏ ý định ban đầu. Tôn Lôi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Lâm sẽ nói ra lời này, trong lòng không tin, nhưng ngoài miệng cũng chậm rãi nói, làm phiền đạo hữu. Vương Lâm cũng không hai lời, ngồi xuống. Tôn Lôi vẫn cẩn thận phòng bị, chậm rãi luyện hóa đan dược. Một lúc sau, tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt có vẻ sáng hơn. Đạo hữu, tu vi đã khôi phục, ngươi và ta tính tiếp như thế nào? Tôn Lôi đứng lên, nói. Vương Lâm gật đầu, đứng lên, nhanh chóng quay lại động phủ, Tôn Lôi theo sát sau đó. Trên đường đi, cả hai đều không nói nửa lời, một mạch bay thẳng tới hang động. Nhưng đúng lúc này, từ bên trong vô số tế ti bỗng nhiên lao ra. Tôn Lôi ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, đạo hữu, ngươi hãy lui ra phía sau, lần này, ta sẽ ra tay. Nói xong, hắn vỗ túi chữ vật, lập tức bay ra một chiếc hắc phiến. Cây quạt không biết được làm bằng vật gì nhưng vừa mới đưa ra, lập tức xung quanh kể cả trên vách tường tràn ngập màn khí lạnh, nhanh chóng kết thành một tầng băng màu đen. Màn băng đen không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt liền đi vào trong người Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, cấm phiên run lên, lập tức thân thể tràn ngập màn xương đen bao. Quanh Vương Lâm và Tôn Lôi, hình thành một vòng phòng hộ. Hàn khí bay tới chỗ hai người liền tách ra. Vương Lâm chớp chớp mắt, lặng lẽ móc trong túi trữ vật ra một tượng gỗ cổ kính không biết từ năm tháng nào. Lúc này, tế ti lại theo hang động lao ra, số lượng không có gì là giảm bớt, tiến lên tấn công. Lúc này đây, tế ti màu đen lao lên phía trước, hiển nhiên là có ý niệm tiêu diệt đối phương. Tôn Lôi thở sâu, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, tay đặt tại mi tâm, lập tức nguyên thần dâng lên từ đỉnh đầu, một tay cầm lấy hắc phiến. Trong nháy mắt đó, nguyên thần lộ ra vẻ thống khổ, như thể hắc phiến này chính là một chiếc bàn là nóng bỏng vậy. Nguyên thần cầm hắc phiến, hung hăng tiến về phía trước. Lập tức, luồng gió đen kịt cuộn theo trên tấm phiến thổi bay về phía đám tế ti. Lập tức, đám tế ti dừng lại, một mảnh mảng hắc băng tràn ra. Trong chớp mắt, bao gồm cả chỗ Vương Lâm, khắp nơi băng đen bao phủ. Tôn Lôi không nói hai lời, nguyên thần hướng ra cửa động, trong miệng cười nói, đạo hữu, tại hạ pháp lực có hạn, chỉ có thể phong bế trong 10 hơi thở, đi trước một bước, lát nữa tới cứu ngươi. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ giễu cợt như có như không. Tôn Lôi tính toán rất kỹ, thời gian dù dài như vậy nhưng giờ hắn mới xuất ra uy năng này.
Mục đích của hắn là muốn dùng Vương Lâm làm mồi nhử, khiến đám tế ti phục hồi, đuổi giết Vương Lâm, còn mình thì tẩu thoát. Nếu không, dù hắn lấy được bảo bối, thì đám tế ti sẽ điên cuồng truy sát đến cùng, khó lòng mà tẩu thoát. Dù sao nếu thực sự lấy được bảo bối, đám tế ti chắc chắn sẽ điên cuồng truy đuổi hơn nhiều, mức độ nguy hiểm chắc chắn hơn hai lần trước. Hắn nghĩ rằng, sau khi lấy được bảo bối, cứ ném bộ hài cốt kia lên người Vương Lâm, để đám tế ti thấy, sẽ bỏ xa tìm gần. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hắn luôn phòng bị người này, sao có thể để cho Tôn Lôi mãn nguyện. Tuy Hắc Bằng là quỷ dị nhưng hắn đã sớm lấy tượng gỗ của lão già áo xanh ra. Ngay trong thời khắc Hắc Bằng phong ấn, tuế nguyệt ý cảnh trí thượng của tượng gỗ lập tức phát huy hiệu nghiệm. Trong ý cảnh 5 tháng, thời gian cải biến do tâm. Đó mới là chỗ hùng mạnh của ý cảnh tuế nguyệt. Vương Lâm đã nhiều năm tu luyện ở nghịch thiên không gian nên hắn có sự hiểu biết rất sâu với nghịch biến thời gian. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến hắn có thể bắt chước được tuế nguyệt ý cảnh. Một tia ánh sáng kỳ dị theo tượng gỗ khuếch tán ra, truyền vào bên trong phong ấn của Hắc Băng. Hắc Băng lực tuy mạnh nhưng Vương Lâm không đối kháng với nó mà đã dùng tuế nguyệt ý cảnh khiến nó buông lỏng. Kể từ đó mặc dù có khó khăn, nhưng cũng không quá lớn. Nương theo một tia tuế nguyệt ý cảnh, thân hình Vương Lâm không hề bị giam cầm như Tôn Lôi tưởng. Trong tiếng cười ha hả ngông cuồng của Tôn Lôi, thân thể Vương Lâm hoàn toàn bình thường, từ trong nhoáng cái đã đi ra ngoài. Hơn nữa, so với Tôn Lôi, hắn còn nhanh hơn mấy lần. Khi xông lên bị một đám tế ti che lại, nhưng hắn xuyên qua, xuất hiện bên ngoài hang động. Tôn đạo hữu đem tẩy linh mộc cho tại hạ, để còn tiến vào. Tôn Lôi ngẩn ra, lập tức mặt hắn có chút khó coi. Hắn cũng là người quyết đoán, không nói hai lời, vỗ túi chữ vật ném tẩy linh mộc ra. Vương Lâm nhận lấy, tiến nhanh về phía hang động. Tôn Lôi thầm mắng, nhưng hắn cũng biết thời gian cấp bách. Hiện tại cần phải nắm chặt thời gian, vì thế vội vàng vọt vào trong. Hắn tiến vào hang động. Đầu tiên, nhìn thấy Vương Lâm đang cầm lấy thiết phiến màu vàng trên ngực thi hài, hắn không nói hai lời liền chụp lấy kiếm tiên. Nhưng hắn vừa mới đụng tới lập tức kêu thảm một tiếng. Toàn bộ tay phải, lập tức xuất hiện vô số huyết điểm. Vương Lâm cũng không quan tâm. Trong nháy mắt, Vương Lâm xoay người rời khỏi động, cấm phiên trong tay hóa giải màn xương đen. Trong động lập tức cấm khí chi long lao ra bao vây lấy Vương Lâm. Bỗng nhiên thân hình hắn hướng về phía trước, phá tan mà đi. Tôn Lôi hai mắt đỏ bừng, không cam lòng, khẽ quát một tiếng, hắn chộp vào phía trên kiếm tiên. Bỗng nhiên hắn kêu thảm một tiếng, tay phải bị một trận kim quang đả thương, ánh sáng từ đó gây ra nhiều vết thương. Thậm chí cả trước ngực cũng bị kim quang đâm trúng. Ngân giáp trên người lập tức bị hòa tan, Tôn Lôi lập tức thu tay lại vứt bỏ kiếm tiên. Hắn phẫn nộ gào thét. Ở trong hang động, hắn đã thầm tính toán. Thời gian đã qua đi 8 hơi thở, vẫn còn cơ hội. Nếu không nhanh e là sẽ nguy hiểm. Nhưng không như hắn tính, chỉ trong nháy mắt, đám tế ti vừa khẽ động, lập tức từ bên trong hắc băng lao ra, phát ra một tiếng chói tai, gầm rú hướng về phía hắn. Tôn Lôi quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Bảo vật của sư môn nói là 10 hơi thở thì tuyệt đối là 10 hơi thở, sao mới 8 hơi thở đã buông lỏng. Hắn không biết rằng, bởi vì hấp thụ lôi cầu khiến tế ti màu đen có một ít thiên địa uy năng khiến 10 hơi thở giảm 1 hơi thở. Đồng thời, Vương Lâm sử dụng tuế nguyệt ý cảnh của pho tương gỗ khiến hắc băng chầm chậm lại mất đi một hơi thở nữa. Tôn Lôi khiếp sợ, chợt lao đi nhưng không còn kịp. Tế ti màu đen lao tới, lập tức một bóng ma tử vong bao phủ lấy hắn. Nhất là khi hắn nhìn trên đỉnh đầu, Vương Lâm đang mau chóng rời khỏi, cảm giác không cam lòng mãnh liệt dậy lên trong tim. Hắn như điên cuồng, không nói hai lời, vỗ trán một cái. Một hạt ngọc màu đen liền từ trán khuếch tán ra, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hơi đau lòng. Hắc châu do hắn tu luyện mấy trăm năm sau khi đạt tới hóa thần ngưng kết mà ra. Theo công pháp này, hạt châu đó sẽ trở thành vật trọng yếu như nguyên thần thứ hai. Không có nó, tu vi của hắn lập tức sẽ thụt giảm nghiêm trọng, từ hóa thần trung kỳ lập tức hạ xuống tới nguyên anh kỳ. Bạo! Tôn Lôi nhắm mắt lại, hắc châu lập tức lóe ra, trong nháy mắt.
ầm một tiếng, bọt khí trào ra, một đạo sóng gợn màu đen lập tức khuếch tán. Đám tế ti đứng mũi chịu sào lập tức hét lên một tiếng, co rút thành một quả cầu, rất khó khăn ngăn trở sóng gợn. Nhưng đám tế ti ở giữa hắc băng mới khôi phục hành động thì không hề có bất cứ dãy giụa gì, cứ thế tiêu tan dưới tấn công của gợn sóng đó. Thậm chí vách động bốn phía cũng sụp đổ hoàn toàn, không còn gì. Uy năng từ vụ nổ của hạt châu đã đạt đến điểm giới hạn của tiên giới toái phiến này. Lập tức, thiên địa trong toái phiến vỡ tan, ầm ầm sụp đổ. Vết nứt càng lúc càng lớn, không gian bên trong trở nên vô cùng vô tận. Trên mặt đất dung nham như bùng nổ. Ầm một tiếng, trời đất rung chuyển, dung nham phóng lên cao, ánh sáng bắn theo bao phủ trời đất. Ngay sau đó, tảng lớn dưới chân Tôn Lôi sụp xuống, như bị nuốt sống, cả người lẫn bọt khí biến mất tại chỗ chỉ trong nháy mắt, không biết đi tới đâu nữa. Vương Lâm đang bỏ chạy, lập tức phát hiện phía dưới truyền đến một lực lượng có tính hủy diệt. Cùng lúc đó kỳ lực trói buộc thuấn di bốn phía lập tức sụp đổ. Hắn cả kinh trong lòng, không nói hai lời, đang muốn thuấn di, nhưng lập tức liền nhanh chóng đứng dậy. Hắn cảm giác được chấn động từ bốn phía, phát ra tiếng nổ ầm ầm, tiên giới toái phiến sụp đổ. Vương Lâm đoán ngay ra, cũng may hắn đã không dùng thuấn di, nếu không thì thật là đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 304, Du hồn đãng uy. Vương Lâm thầm nhủ, toàn lực vận công, lập tức giống như tia chớp bay nhanh lên không trung. Không có còn dị lực hạn chế, tốc độ khôi phục bình thường, mặt đất sụp đổ nhanh hơn. Trong nháy mắt, thần thức Vương Lâm phát hiện, phía ngoài chu vi trăm trượng là một mảnh hắc ám hư vô. Mảnh kia giống như một miệng lớn không ngừng cắn nuốt, hắn lập tức kinh sợ. Phía ngoài vẫn liên tục sụp đổ, đã hơn cả trăm trượng, phía trước mặt cũng đạt tới 50 trượng. Vương Lâm không nói, bay thẳng chạy trốn hướng ra phía trước. Động phủ vẫn liên tục bị sụp xuống, 10 trượng, 20, 30 trượng. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt. Hắn chỉ còn cách mặt đất có một khoảng, giờ phút này nó bị sụp xuống cực nhanh. Hiển nhiên không thể sụp đổ trước khi hắn di chuyển. Hắn ánh mắt lộ ra một tia độc ý, vỗ chữ vật lấy ra một vật kết tinh to chừng hạt gạo. Vật ấy là tiên giới khí cô đọng mà thành. Hắc ám hư vô cắn nuốt rít gào thêm 3 trượng, 5 trượng. Vương Lâm nhìn ra xa, thấy như có một cái miệng hư vô há to. Hắn nuốt tiên khí kết tinh trong tay vào một hơi. Lập tức, lần đầu tiên nguyên thần bên trong cảm giác được một loại đau đớn, đó là do tiên khí nguyên thần bị thiêu đốt. Ở giờ khắc này, nguyên thần của Vương Lâm gần như sắp sửa sụp đổ. Trong cơ thể hắn truyền đến từng trận đau nhức, đồng thời cũng có một tia sức mạnh như thể đại địa chống trời nảy sinh. Bốn phía hắc ám hư vô vẫn cắn nuốt liên tục 1, 2, 3 trượng. Vương Lâm bay về phía trước, tiếng ầm ầm ù ù như thể một dòng chảy đang đuổi theo dưới chân. Trong một khắc mà hắc ám hư vô kia cắn nuốt tới, Vương Lâm liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với trước. Trong nháy mắt hắn vừa chạy ra khỏi mặt đất, toàn bộ tiên giới toái phiến bị sụp đổ, gần như tuyệt đại bộ phận chỉ còn lại hắc ám và hư không. Dưới chân hắn là một mảnh tối đen. Chỉ còn vài chỗ giống như cây thạch trụ chống đỡ thiên địa vẫn cố gắng đứng vững, nhưng cũng một vài trong số đó đang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dần biến mất. Trên không trung khắp nơi đều là các khe nứt. Nhưng Vương Lâm dĩ nhiên không cảm giác được hết thảy những thứ đó. Ý thức của hắn như đang lâm vào điên cuồng, tốc độ như sao băng, thậm chí có thể nói còn nhanh hơn cả sao băng, lao ra khỏi mặt đất, hướng lên không trung, rầm rầm phóng đi, ngày càng nhiều khe nứt toạc ra, liên tiếp tạo thành những lỗ hổng lớn giống như hắc sắc hư vô. Vương Lâm bay lên, giống như Phượng Hoàng đang vật lộn với ngọn lửa, bay lên càng ngày càng cao. Đúng lúc này, phía trước hắn có vết nứt liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một mảnh hư vô. Vương Lâm lập tức vọt lên lẫn vào bên trong đám đen. Một khối khí lạnh lập tức vây lấy hắn, kích thích vào não, khiến hắn kêu lên một tiếng. Hắn không nói hai lời, khống chế thân thể của chính mình lùi về phía sau. Đang không ngừng giãy giụa, một vết nứt bên trong lại tiếp tục lao ra. Một chút sáng suốt,
hắn tránh được cái khe. Cuối cùng thì mảnh thiên địa nhỏ kia, chính là tiên giới toái phiến, cũng hoàn toàn bị sụp đổ. Trong một khắc đó, rốt cục, hắn cũng xông ra ngoài, biến mất trên trong không trung. Bay cao thật cao một lúc, phía trước xa xa xuất hiện một vòng xoáy lớn. Nơi này đúng là nơi lúc trước hắn bước vào tiên giới toái phiến. Phía dưới vòng xoáy còn có một bình đài, có nhiều người đang há hốc mồm nhìn ngó về phía này. Hắn vừa đáp xuống, thân hình chợt lóe lên, sau đó phun ra một mồm máu tươi, ngã xuống đất. Một lúc sau, hắn dồn chút sức lực còn lại, điểm tại mi tâm. Lập tức, một đám du hồn bay ra. Trong hành trình ở ngoại vực chiến trường, Vương Lâm đã góp nhặt được hơn vạn du hồn, toàn bộ đều xuất hiện. Vờn quanh rít gào, hình thành một cơn lốc màu đen khiến mấy người trên bình đài khiếp sợ, biến sắc mặt, lùi về phía sau. Vương Lâm té trên mặt đất giãy giụa, cố khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra mấy bình đan dược, nuốt một hơi vào trong miệng, sau đó ngồi xuống thổ nạp. Trên bình đài dưới vòng xoáy lớn, hàng vạn du hồn phát ra âm thanh thảm thiết, chúng cứ xoay tròn, ánh mắt âm trầm nhìn về phía mấy người đứng nơi bình đài. Những du hồn này chính là du hồn ở vực ngoại chiến trường. Lúc trước Vương Lâm thu nạp chúng cũng đã hao công tốn sức lắm, cuối cùng thông qua tịch diệt pháp tắc mới có thể xuất được chúng ra. Trên thực tế, lúc hắn ở vực ngoại chiến trường mấy năm, thu hoạch vượt qua 10 vạn du hồn, chỉ có điều cuối cùng mang tới chỉ có 1 vạn này mà thôi. Những du hồn khác với ma đầu ở chỗ, chúng mặc kệ tu vi đối phương như thế nào, chúng cũng ngang ngược không sợ, cho dù có bị luyện hóa nó cũng không sợ. Trên 1 vạn du hồn liệu có thể khiến một hóa thần tu sĩ bỏ mạng hay không? Vương Lâm chưa thử nghiệm nên không biết. Dù sao nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn hao tổn toàn bộ số du hồn mà mình đã rất vất vả để thu thập này. Nhưng Vương Lâm cũng là nhớ rõ, năm đó cổ đế bị vô số du hồn vây đánh, thân thể bị cắn nuốt. Ở giữa các du hồn này, có một tồn tại khác biệt rõ ràng. Tuy thoạt nhìn bề ngoài của nó rất giống du hồn nhưng hai mắt nó lại có một tia linh động, đó chính là ma đầu Hứa Lập Quốc. Ở bên trong đám du hồn, hắn có chút đắc ý, nhủ thầm, lão tam, lão tứ, lão ngũ đều đã chết hết, còn mình thì vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa, bên mình còn có rất nhiều du hồn tiền bối như vậy, sau này chắc hẳn mình sẽ rất an toàn. Trên bình đài, mấy người vẫn nhìn bọn du hồn không chớp mắt. Trong đó có một người ánh mắt sáng ngời, ở trán có một dấu vết hình búa rìu lấp lánh. Người này là người trong cự ma tộc, cùng đến từ Chu Tước Tinh như Vương Lâm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Lâm, hai mắt hắn chợt lóe, trầm mặc không nói. Lúc này, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc áo xám. Người này hai mắt âm trầm, chiếc mũi hơi cong, dáng vẻ âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, bước chân về phía trước. Người đàn ông của cự ma tộc liếc mắt nhìn Vương Lâm, không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Tu vi người này ngay cả hóa thần cũng chưa đạt tới, chẳng qua chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nếu muốn lấy mạng hóa thần tu sĩ, khác gì lấy trứng chọi đá. Gã áo xám cẩn thận đúng trên mặt đất, khoảng cách du hồn càng ngày càng gần. Hắn nâng tay phải lên, trong miệng lẩm bẩm, dần dần một ngọn lửa màu đen thành hình trong tay. Ngọn lửa vừa hiện, lập tức bốn phía dấy lên một tầng sóng nhiệt. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Tay phải ném về phía trước, ngọn lửa lập tức bay đi. Đúng lúc này, bọn du hồn bay xoay quanh Vương Lâm lập tức tạm dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn người này. Gã áo xám lập tức lui ra phía sau vài bước. Nhưng bọn du hồn đột nhiên phát ra tiếng rú chói tai, bỗng tản ra bốn phía, trong đó khoảng 1/3 đám du hồn đánh về phía hỏa cầu. Còn lại 2/3, tức là mấy ngàn du hồn lao thẳng về hướng gã áo xám, thanh thế này cực kỳ kinh người. Gã áo xám mặt biến sắc, tay phải vung lên, lập tức phóng ra một thanh phi kiếm, dùng ngón tay điều khiển, phi kiếm quét ngang, hướng tới đám du hồn. Nhưng, bọn du hồn đều không phải là ma đầu, có sức chống cự nhất định đối với pháp thuật thần thông. Chỉ thấy kiếm quang kia quét ngang, một ít du hồn bên ngoài giảm tốc độ, nhưng bọn du hồn phía trong vẫn ồ ạt lao ra, chỉ nháy mắt áp sát gã áo xám, đánh tiếp.
trong đó có một ít du hồn chui vào người gã áo xám. Gã lập tức biến sắc, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tươi vừa ra, lập tức hóa thành một mảnh lửa, vây quanh bảo vệ hắn. Người này lập tức khoanh chân ngồi xuống, trán vãi mồ hôi, ngồi xuống thổ nạp, nghĩ cách đẩy bọn du hồn trong cơ thể ra. Bên ngoài ngọn lửa bao quanh thân thể hắn, rất nhiều bọn du hồn vẫn vây quanh ngọn lửa, thay nhau bổ vào. Ngọn lửa quanh thân hắn bắt đầu lay động, có cảm giác có thể tắt bất cứ lúc nào. Về đám du hồn bị hỏa cầu tấn công, tuy có một số bị tử vong nhưng số còn lại hung hãn tấn công, nên hỏa cầu chỉ tồn tại một lúc rồi tắt lịm khi còn cách chỗ Vương Lâm ngoài ba trượng. Số du hồn còn lại cũng không tiến lên mà xoay quanh Vương Lâm, ánh mắt hướng về mấy người trên bình đài, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Gã áo xám trong lòng kêu khổ, thầm nghĩ sau này không nên mạo muội ra tay. Hắn tuy biết, những tu sĩ có thể đi vào tiên giới đều có đại thần thông, là hạng nhân tài kiệt xuất ở các tu chân tinh. Nhưng không ngờ, rõ ràng đối phương đang bị trọng thương vậy mà vẫn khó đối phó đến thế. Đối phương mới chỉ phóng ra đám sinh vật kỳ dị này đã khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó. Nếu tu vi của đối phương khôi phục lại, sợ là hôm nay mình phải chết ở nơi đây. Nhìn thấy ngọn lửa xung quanh có thể tắt bất cứ lúc nào mà số du hồn rất đông, gã áo xám cắn răng một cái, tay trái vừa lật, trong tay có thêm một tiểu đỉnh. Mắt y lộ vẻ không cam lòng, đang muốn mở tiểu đỉnh để trở lại tu chân tinh tương ứng. Chỉ trong nháy mắt y sắp sửa mở tiểu đỉnh, bỗng nhiên ở giữa sự bảo hộ của đám du hồn, Vương Lâm mở hai mắt, tay phải của hắn cách khoảng không một trảo. Tiểu đỉnh trong tay nam tử áo xám lập tức bay ra khỏi tay hắn. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 305, nơi động phủ. Sắc mặt nam tử áo xám lập tức kịch biến, tái nhợt, cắt không còn ra máu, trán toát ra mồ hôi lạnh. Vương Lâm ánh mắt âm trầm, bàn tay co lại, như thể bóp nát bọt khí. Ngọn lửa bên người nam tử áo xám vốn là ảm đạm ngọn lửa, lập tức toàn bộ tắt ngấm. Gã áo xám điên cuồng hét lớn một tiếng, lập tức thân thể thuấn di, xuất hiện ở ngoài lốc xoáy, đồng thời bay thẳng vào bên trong lốc xoáy. Lúc này hắn nghĩ chỉ có tiến vào tiên giới toái phiến, có lẽ mới là đường sống duy nhất, nhưng tốc độ du hồn nhanh hơn, trong một khoảng khắc, vô số du hồn ầm ầm chui vào trong cơ thể hắn. Toàn thân hắn run rẩy, kêu lên thảm thiết, từ giữa không trung ngã xuống bình đài, thân thể không ngừng co rúm, cuối cùng khí tuyệt bỏ mạng. Dần dần toàn bộ thân thể, huyết nhục mất hết, trở thành một bộ xương khô, trên người hắn, một đám du hồn vui sướng chui vào. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, tâm niệm khẽ nhúc nhích, du hồn bốn phía đồng loạt bay trở về, tiến vào trán Vương Lâm rồi biến mất. Lúc này, nam tử từ cự ma tộc kia cười ha hả, tiến lên vài bước, lớn tiếng nói, đạo hữu, vì cớ gì mà ngươi biến thành chật vật như vậy? Ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng nổi lên lòng tham đối với ngươi. Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, tiên giới toái phiến sụp đổ. Nam tử cự ma tộc lập tức ngẩn ra, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nói, đạo hữu trốn thoát từ sự sụp đổ của tiên giới toái phiến sao? Mới vừa nói xong, hắn liền cười khổ, nghĩ mình vừa nói lời vô nghĩa, vì thế ôm quyền nói, đạo hữu, tiên giới toái phiến sụp đổ, có thể chạy ra, kể cũng không là kẻ đầu đường xó chợ, tại hạ là cự ma tộc xuất hổ, bội phục. Không biết xưng hô đạo hữu như thế nào? Vương Lâm lắc đầu, nói, may mắn mà thôi, tại hạ Tằng Ngưu. Nhớ tới cảnh tượng toái phiến sụp đổ, Vương Lâm không kìm nổi có chút sợ hãi, nếu không liều lĩnh nuốt vào tiên khí kết tinh, sợ là hắn đã vùi thây ở đó. Tằng Ngưu. Sắt hổ suy tư một chút, bỗng nhiên hai mắt dừng lại, nói, đạo hữu có phải là người của gia tộc Tằng Thị trong ngũ cấp tu chân quốc Thiên Hồn Quốc ở Nam Bộ của Chu Tước Tinh không? Vương Lâm ngẩn ra, lắc đầu không nói. Sắt hổ suy nghĩ hồi lâu, toàn bộ Chu Tước Tinh, tu sĩ bậc cao họ Tằng cũng chỉ có Thiên Hồn Quốc mà thôi. Tuy đối phương không thừa nhận nhưng hắn cũng không nói tự mình tu luyện, xem ra Tằng Ngưu này chắc là một đệ tử được bồi dưỡng trung tâm của ngũ cấp tu chân quốc nào đó. Nếu không, y mà là người của tứ cấp tu chân quốc,
vậy hắn tự nhiên không thể không biết. Phải biết rằng cự ma tộc chẳng qua chỉ là tứ cấp tu chân quốc mà thôi, tất nhiên là có chút chú ý tới các thiên tài trong các tu chân quốc cùng cấp bậc. Thái độ của Sắt Hổ lập tức thay đổi. Chẳng qua với tu vi của hắn, tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Tằng huynh, có thể lại gần một chút để nói chuyện không? Sắt Hổ do dự một chút, bỗng nhiên nói. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn người này, hơi gật đầu. Sắt Hổ lập tức tiến tới cạnh Vương Lâm, tay phải tùy ý vung lên, lập tức hình thành một quầng sáng. Vương Lâm bình tĩnh, âm thầm phòng bị. Tằng huynh, ngươi và ta cùng đến từ Chu Tước Tinh, xin trợ giúp một tay. Sắt Hổ đi thẳng vào vấn đề, nói, gì cơ? Sắt Hổ huynh có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Vương Lâm cười nói. Sắt Hổ cắn răng một cái, xuất ra một chiếc ngọc giản, ném cho Vương Lâm, nói, đạo hữu xem là biết. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, mặc dù hắn rất có định lực nhưng vẫn lộ vẻ xúc động. Trong ngọc giản này là một bộ hình ảnh thần niệm ghi chép lại, bên trong là một nơi chim hót líu lo, non xanh nước biếc, cực kỳ tráng lệ. Còn thấy rõ nhất là một chỗ đầm nước, phía trên đầm có một khối quan tài bằng ngọc thạch. Trên quan tài cắm ba thanh kiếm tiên, Vương Lâm nhìn bộ kiếm này cực giống với thanh kiếm trên tay Hải Cốt lúc ở trong động phủ. Hai mắt Vương Lâm co rụt lại, nếu hắn không nhìn lầm, quan tài bằng ngọc thạch kia không ngờ hoàn toàn đều là tiên ngọc tạo thành. Đồng thời, phía trên đầm nước còn nổi lơ lửng thực vật như tràng hạt, hiển nhiên cũng không phải là đồ bình thường. Vương Lâm trầm mặc một chút, trả ngọc giản cho Sắt Hổ, trầm mặc không nói. Tằng huynh, nhiều năm trước một người trong cự ma tộc tiến vào tiên giới, sau đó vô ý xâm nhập nơi đó. Nơi đó có tiên thú bảo vệ, đồng thời còn có vô số cấm chế. Với sức một người, hắn đã không dám manh động, chỉ lặng lẽ ghi chép rồi truyền, sau đó quay trở lại. Sắt Hổ nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói, cách nhiều năm, nơi đây sợ là đã sớm có người phát hiện rồi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói, không có, khả năng đó, Tằng huynh, nơi đây ta dám cam đoan sẽ chưa có ai phát hiện, xin Tằng huynh thứ lỗi, nguyên nhân thì tại hạ hiện tại không tiện nói ra. Sắt Hổ cười nói, Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nói, chỉ có hai người chúng ta thế này thì sợ rằng rất khó thành công. Sắt Hổ mỉm cười nói, hai người ngươi và ta có lẽ không đủ nhưng ta có hẹn thêm một người nữa. Ba người cùng đi, tự nhiên độ chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, việc này tại hạ không thể trả lời ngay được, để ta suy nghĩ mấy ngày đã. Sắt Hổ gật đầu nói, điều đó là đương nhiên. Như vậy đi, nếu như Tằng huynh đã suy nghĩ thông suốt thì một tháng sau, đến chỗ trong bản đồ ngọc giản này tập hợp. Nếu một tháng sau mà Tằng huynh không đến, tại hạ sẽ không chờ đợi. Nói xong, hắn xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy nhìn qua, ngọc giản này rất giống với vật truyền tống của Đại La Kiếm Tông, đều là vật thiết yếu để mở ra truyền tống trận. Chẳng qua mặt trên của nó, những mảnh nhỏ bên trong chỉ có một chỗ sáng hẳn lên. Cầm chiếc ngọc giản này, khi tiến vào lốc xoáy thì có thể lựa chọn địa điểm. Tằng huynh, tại hạ chờ đợi sự tham gia của huynh. Sắt Hổ liên ôm quyền, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, bước vào trong lốc xoáy, thân ảnh dần tiêu biến. Vương Lâm thu hồi lại ngọc giản, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra cấm phiên, rung lên, trùng cả bốn phía lại. Hắn ngồi trong màn xương đen, nhắm hai mắt lại, nguyên thần từ đỉnh đầu chậm rãi chui ra. Hai tay hắn bấm quyết, lộ ra vẻ thống khổ. Dần dần, một viên tiên khí kết tinh to bằng hạt gạo từ mi tâm của nguyên thần dần bị hắn bức ra. Sau khi kết tinh này từ mi tâm của nguyên thần xuất hiện, nguyên thần lập tức trở nên uể oải, dường như chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tiêu tan, chậm rãi chìm vào bên trong thân thể Vương Lâm. Hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt ra, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Viên tiên khí kết tinh kia bị hắn cầm trong tay, nhìn thoáng qua một chút rồi thu vào trong túi trữ vật với tu vi của Vương Lâm. Căn bản là không thể dung hợp được tiên khí, càng không nói đến tiên khí kết tinh. Tiên khí này là bảo vật mà chỉ sau khi hóa thần tu sĩ đạt đến hậu kỳ, trùng kích lên anh biến kỳ thì mới có thể thử hấp thu mà thôi. Có thể nói, ở Chu Tước Tinh, sở dĩ không có nhiều anh biến kỳ thì nguyên nhân trọng yếu chính là do tiên khí rất thưa thớt. Dù sao,
không phải tất cả các tu sĩ đều có cơ hội tiến vào tiên giới để thu được tiên khí. Ở một số đại phái có lịch sử vạn năm thì có lẽ còn có tàng trữ tiên khí kết tinh. Nhưng mấy thứ này, chỉ có những nhân vật thiên tài của môn phái hoặc những trưởng lão của môn phái mới có tư cách sử dụng với một số lượng nhất định. Có ít anh biến kỳ tu sĩ nên cũng hiếm có vấn đỉnh kỳ tu sĩ. Nếu không đạt tới hóa thần hậu kỳ mà đã cố dung hợp tiên khí thì đối với tu sĩ mà nói, vật ấy không phải là báu vật mà là độc dược. Vương Lâm cười khổ. Nguyên thần của hắn bị tổn hao khá nghiêm trọng. May mà hắn có du hồn, sau khi cắn nuốt một ít, nguyên thần đã khôi phục được một chút. Hắn vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một vật. Đó là một khối ngọc thạch màu trắng, trên đó truyền ra trận trận tiên khí. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện cái gọi là tiên ngọc này thực tế cũng không khác biệt gì nhiều so với linh thạch. Chẳng qua linh thạch phát ra linh khí còn tiên ngọc này lại phát ra tiên khí. Vương Lâm biết, sau khi đạt đến anh biến kỳ, ngoại trừ lĩnh ngộ ý cảnh ra thì không thể thổ nạp thiên địa linh khí được, tiên khí này chính là một vật rất trọng yếu. Do đó, có càng nhiều thứ này càng tốt. Vương Lâm biết mức độ quý báu của tiên khí, nhất là khối tiên ngọc trong tay này. Nếu đặt ở Chu Tước Tinh, chắc chắn sẽ tạo ra một tai họa lớn, thậm chí Chu Tước Quốc cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Sau khi nhìn thoáng qua, Vương Lâm đem khối ngọc này thu hồi lại. Lần hành trình đến tiên giới này, tuy nguyên thần hơi chút hao tổn nhưng thu hoạch cũng rất phong phú. Vương Lâm thở sâu, hai mắt chớp lên, lại xuất ra một vật khác từ trong túi trữ vật. Vật ấy chính là một thanh thiết phiến màu vàng ở trước ngực thi hài kia. Tôn Lôi từng nói thiết phiến này là một cái tiên khí phòng ngự, nhưng nháy mắt khi Vương Lâm cầm lấy vật ấy lập tức phát hiện ra nó không thể là tiên khí được. Lúc ấy, hắn không có nhiều thời gian để nghiên cứu, lúc này khi đã thu xếp ổn thỏa, thần thức hắn lập tức khẽ động, tiến hành tra xét. Nháy mắt khi thần thức hắn dung nhập vào trong thiết phiến, trong đầu hắn ong lên một tiếng, làm hắn hơi chút choáng váng. Ngay sau đó từng đạo tin tức dũng mãnh nhập vào trong não hắn. Hồi lâu sau, hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào thiết phiến, ánh mắt không ngừng chớp lên. Hiện tại, hắn có thể xác định, nếu những gì vừa biết được là thật thì thiết phiến này có lẽ chính là vật có giá trị nhất trong ba vật này. Thiết phiến này giống như một cái ngọc giản, trên đó ghi chép phương pháp luyện chế một loại gọi là xạ thần xa. Dựa theo miêu tả trên thiết phiến, chủ nhân của khối hài cốt kia tự xưng là Thiên Bảo Thượng Nhân. Người này sau khi bay vào tiên giới đã đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc luyện chế pháp bảo, đối với tu luyện thì không có chút hứng thú nào. Trên thực tế, sở dĩ hắn có thể cố gắng đạt được tu vi vừa đủ thỏa mãn yêu cầu để phi thăng tiên giới chính là vì có thể sống lâu thêm vài năm, nhờ đó hoàn thành lý tưởng vĩ đại của cuộc đời mình. Đó là chế tạo ra một loại pháp bảo có uy lực lớn nhất trong thiên địa. Tuy nhiên, đáng tiếc là lý tưởng này của hắn theo đại nạn trong tiên giới mà tiêu tán. Cả đời hắn nghiên cứu chế tạo ra xạ thần xa, nhưng cuối cùng cũng không vừa. Lòng vì thế phong ấn tại trong động phủ. Ngay một khắc trước khi đại nạn của tiên giới diễn ra, hắn rời khỏi động phủ, chuẩn bị thu thập thêm một ít tài liệu để thử chế tạo lại. Nhưng đáng tiếc, lần này vừa ra chính là sinh ly tử biệt. Trước khi hắn chết, không muốn nghiên cứu của cả cuộc đời mình bị đoạn tuyệt hậu thế nên lưu lại thiết phiến, để lại cho người có duyên phát hiện ra. Trong thiết phiến, người này không chút giữ lại đem phương pháp chế tác xạ thần xa mà hắn cũng chưa hoàn toàn vừa lòng viết ra. Cũng lưu lại địa chỉ của động phủ, khiến cho người có duyên phát hiện ra thiết phiến này nhất định phải đến đó lấy xạ thần xa này. Ngoài ra nếu có năng lực thì lại tiếp tục nghiên cứu thêm. Vương Lâm thở sâu. Phương pháp chế tác chiếc xạ thần xa này cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng nói về tài liệu, tuyệt đại đa số đều là vật đã tuyệt tích, dĩ nhiên không có khả năng chế tác lại lần nữa. Tuy nhiên, trong miêu tả của Thiên Bảo Thượng Nhân, Vương Lâm nhận ra rằng trong động phủ của hắn còn lưu giữ một chiếc xạ thần xa. Vương Lâm cũng có chút động tâm. Trầm ngâm một lát, hắn đứng lên, thu hồi lại cấm phiên, cất bước đi lên bình thai phía trên lốc xoáy. Mấy người trên bình thai khi thấy Vương Lâm đi đến đều rời ánh mắt đi chỗ khác. Tu vi của những người này đều là nguyên anh kỳ, bọn họ không dám tiến vào lốc xoáy mà là tính toán ở lại chỗ này, chờ có tu sĩ bị thương đến đây thì tiến hành cướp bóc.
Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn người này, phi thân tiến vào lốc xoáy. Ở trong lốc xoáy, thân mình Vương Lâm không ngừng trầm xuống, quá trình này, hai mắt hắn đều mở to ra. Dựa theo ghi chép trên thiết phiến, động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân ở phía tây của tiên giới. Nhưng hiện tại tiên giới đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, không biết động phủ của người này có còn ở chỗ cũ nữa hay không, đã bị tiền nhân phát hiện ra hay chưa. Thân thể của Vương Lâm không ngừng trầm xuống, ở một phiến nhỏ tại phía đông, cả người hắn rơi xuống mặt đất. Sau khi liếc mắt nhìn về bốn phía, thân mình Vương Lâm lập tức bay lên không trung, lên cao hơn nữa, đi vào bình thai bên trên lốc xoáy. Sau đó hắn lại tiến nhập lốc xoáy, không chút dừng lại mà lập tức hạ xuống. Thêm mấy lần nữa, rốt cục Vương Lâm cũng hạ xuống một mảnh ở phía tây. Dựa theo miêu tả của Thiên Bảo Thượng Nhân, động phủ của hắn hình như ở phía dưới ngọn núi có hình hổ. Sau khi hạ xuống phiến nhỏ này, thần thức của hắn đảo qua nhưng không thấy ngọn núi hình hổ nào. Hắn trầm ngâm một chút, tuy rằng tiến hành tìm kiếm rất khó khăn nhưng hắn cũng không từ bỏ, vẫn cẩn thận tìm kiếm ở trong mảnh nhỏ này. Hắn cũng nhìn thấy hai tên tu sĩ đang không ngừng đánh giá lẫn nhau, không động thủ mà đi lướt qua nhau. Nhiều ngày sau, Vương Lâm vẫn không có chút thu hoạch nào, lại bay lên không. Sau đó hắn lại hạ xuống lốc xoáy lần nữa. Mấy người ngồi trên bình thai nhìn Vương Lâm cứ xuất nhập không ngừng, đều đoán giả đoán non nhưng không một ai dám liều lĩnh tiến lên hỏi. Một ngày nọ, Vương Lâm lại từ lốc xoáy hạ xuống. Nơi hắn tới không phải là phía tây mà là bên cạnh phía đông. Sau khi rơi xuống đất, hắn thầm than một tiếng. Nếu là cứ như thế này thì không biết đến ngày tháng nào mới có thể tìm kiếm hết một lượt toàn bộ các mảnh nhỏ phía tây. Hôm nay, động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân thật sự thật khó mà tìm ra được. Lúc hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên phía trước truyền đến hai đạo pháp lực dao động. Chỉ thấy hai bóng người, một trước một sau đang nhanh chóng bay đến. Người phía trước, ngoài thân hắn có rất nhiều đám mây đen, chạy nhanh như gió. Phía sau hắn có một nam tử áo trắng, cầm một cây quạt trong tay, khuôn mặt hiện lên vẻ cười lạnh. Lúc này, người đang chạy trốn phía trước phát hiện ra Vương Lâm, lập tức hướng về chỗ hắn bay tới, trong miệng lập tức hô lớn, đạo hữu, cứu ta với. Sắc mặt của nam tử áo trắng kia trở nên âm, trầm, gấp cây quạt trong tay lại, giơ tay lên chỉ về phía trước, lập tức trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ, hướng về người kia chụp đến. Người kia lập tức biến sắc, dường như không thể né tránh được, nháy mắt đã bị bàn tay khổng lồ kia bắt được. Nhưng quỷ dị chính là ngay khi bàn tay khổng lồ kia chạm đến, thân thể người này lập tức hóa thành vô số tiểu trùng, từ kẽ hở lập tức tản ra. Ở ngoài trăm trượng trước người Vương Lâm, người kia thuấn di xuất hiện. Vương Lâm ngưng thần nhìn tới, nhận ra người này chính là thiếu niên có ánh mắt khát máu cũng đến từ Chu Tước Tinh như hắn. Giờ khắc này, vẻ mặt hắn rất âm trầm. Sau khi hiện thân, hắn hơi do dự, không tiếp tục chạy trốn nữa mà là xoay người lại phía nam tử áo trắng đang đuổi theo phía sau. Nam tử áo trắng đánh giá Vương Lâm một lúc, ôm quyền nói, đạo hữu, việc này không có quan hệ với ngươi, mời ngươi rời đi cho. Thiếu niên kia lập tức nói, đạo hữu, người này đoạt tiên khí kết tinh của ta. Nếu ngươi trợ giúp ta tiêu diệt người này thì khối kết tinh kia, ngươi một nửa ta một nửa. Hai mắt của thanh niên áo trắng kia nhíu lại, cười lớn nói, thật là vớ vẩn, rõ ràng là ngươi đoạt đồ của ta. Vương Lâm nhướng mày, hắn không muốn tham dự vào việc này, không nói hai lời, thối lui mấy bước rồi hướng về phía xa xa bay đi. Thiếu niên kia biến sắc, lập tức đuổi theo Vương Lâm, trong miệng hô lớn, đạo hữu, mong ngươi hãy nể tình đồng hương Chu Tước Tinh, giúp ta lần này. Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, quay ngoắt đầu lại quát, cút. Việc của hai người các ngươi, đừng đem tại hạ liên lụy vào. Nếu còn đi theo, đừng trách tại hạ vô tình. Ánh mắt của thiếu niên kia lộ ra vẻ độc ác. Tay phải vung lên, lập tức ném về phía Vương Lâm một khối tiên khí kết tinh to cỡ hạt gạo, sau đó thân mình hắn lóe lên, hướng về phía xa xa nhanh chóng bay đi. Ngươi đã không muốn giúp đỡ, vậy thì đem tai họa dẫn đến trên. Người ngươi, cùng lắm thì lão tử không cần đến kết tinh kia nữa. Ánh mắt của thanh niên áo trắng chợt lóe lên, buông tha cho thiếu niên kia mà chuyển ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, nhanh chóng bay đến. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn kết tinh kia một cái,
tay phải nhẹ nhàng bắn ra, vật ấy lập tức bay về phía thanh niên áo trắng kia. Người này sững sờ, lúng túng dừng lại, ôm quyền nói, đa tạ. Tại hạ là Tư Mã Vân của Quỳ Thủy Phái, không biết đạo hữu là. Tằng Ngưu, Vương Lâm nói xong, xoay người hướng về phương xa bay đi. Hắn tính toán sau khi tìm kiếm một phen, lần nữa trở lại lốc xoáy lại thử thêm mấy lần. Nếu vẫn không thể tìm được động phủ kia thì chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tằng đạo hữu, tại hạ đã tìm kiếm nơi này mấy ngày, cũng không thấy có tiên khí nào, không cần lãng phí thời gian nữa. Không biết ngươi có tiên giới truyền tống điểm không? Nếu có thì chúng ta có thể trao đổi một phen. Thanh niên áo trắng cao giọng nói. Vương Lâm tiến lên một bước, xoay người, cẩn thận đánh giá tu vi của thanh niên áo trắng này. Hắn là hóa thần sơ kỳ, nhưng nhìn uy lực của pháp thuật vừa rồi cũng biết là không hề đơn giản. Vương Lâm hơi trầm ngâm, khẽ vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện truyền tống ngọc giản của Đại La Kiếm Tông. Hắn vừa truyền linh lực vào, phía trên ngọc giản liền xuất hiện một bức họa, trên đó đại bộ phận đều ảm đạm, nhưng có hơn 30 mảnh nhỏ phát ra màu sắc rực rỡ. Thanh niên áo trắng cẩn thận nhìn thoáng qua, rồi cũng xuất ra một khối ngọc giản từ trong túi chữ vật ra. Dưới sự dung nhập của linh lực, một hình ảnh không sai khác nhiều lắm cũng xuất hiện, trên đó có hơn 20 điểm sáng lấp lánh. Vương Lâm nhìn thoáng qua, lập tức nội tâm khẽ động, trong những mảnh nhỏ của đối phương có đến 5 chỗ thuộc về phía Tây. Tằng đạo hữu, bản đồ của ta có 21 chỗ, có 8 chỗ trùng với của ngươi. Những chỗ trùng lặp thì không tính, ngươi xóa đi, một ít để chúng ta trao đổi, ngươi thấy sao? Thanh niên áo trắng nói. Vương Lâm không nói lời nào, xuất ra một khối ngọc giản trống, ngưng thần sao chép lại. Một lát sau, phục chế một số lượng tương đương truyền tống điểm so với đối phương rồi nhìn về người kia. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 306, xạ thần chiến xa. Thanh niên áo trắng lúc này cũng đang cầm khối ngọc giản sao chép, một lát thì xong. Hai người đồng thời ném ngọc giản ra, đều cùng đưa tay chụp lấy chiếc của đối phương. Tằng đạo hữu, nếu sau này có cơ hội đi đến Toái Ngân Tinh, tại hạ nhất định sẽ khoản đãi. Được, Vương Lâm gật đầu nói, tại hạ cáo từ. Tên tiểu xúc sinh kia dám đoạt vật của ta, tại hạ tất nhiên sẽ không để hắn chạy thoát. Thanh niên áo trắng mỉm cười, ôm quyền nói rồi thuấn di rời đi, biến mất tại chỗ. Vương Lâm trầm ngâm một chút, cầm ngọc giản vừa trao đổi, mở bản đồ ra, điểm vào một mảnh nhỏ ở phía tây, trước người hắn lập tức xuất hiện một truyền tống trận. Vương Lâm bước vào, nháy mắt đã biến mất. Trên một mảnh nhỏ ở phía tây, nơi đây có một ngọn núi, nguyên bản nó cũng có hổ hình nhưng lúc này, ngọn núi khổng lồ này đã bị chia làm hai phần. Vương Lâm lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ngọn núi này. Ở trên mảnh nhỏ thứ ba thuộc về phía tây trong ngọc giản của thanh niên áo trắng kia rốt cục tìm được ngọn núi hổ hình này. Từ bên ngoài nhìn vào, tuy có chút chênh lệch với miêu tả của Thiên Bảo Thượng Nhân nhưng cơ bản cũng không sai biệt nhiều lắm. Thân mình Vương Lâm khẽ động, hướng về phía ngọn núi bay đi. Sau khi bay quanh ngọn núi một vòng, Vương Lâm dừng chân ở một chỗ trên núi, đã tìm được nơi có động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân. Nhìn động phủ này, sắc mặt Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Vách ngoài của động phủ đã tan hoang lắm rồi, trên đó còn lộ ra dấu vết của pháp thuật oanh kích, hiển nhiên nhiều năm trước đã bị người ta phá hủy. Vương Lâm dừng lại bên ngoài động phủ một chút rồi bay vào. Động phủ này không lớn, trong đó trống trơn không có gì cả. Vương Lâm cười khổ, tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra chỗ này, đáng tiếc là đã chậm một bước. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Bên trong động phủ có 9 gian thạch thất, lúc này đã hoàn toàn trống trơn nhưng ánh mắt của Vương Lâm nhìn vách tường của gian thạch thất lớn nhất ở chính giữa, hai mắt lộ vẻ trầm tư. Trong thiết phiến của Thiên Bảo Thượng Nhân có ghi chép tỉ mỉ phương pháp mở ra động phủ của hắn và cũng cho biết động phủ của hắn có 10 gian thạch thất. Gian thạch thất thứ 10 mới chính là gian chứa xạ thần xa. Nơi này chỉ có 9 gian thạch thất, sao lại là 10 gian? Vương Lâm nhướng mày, thần thức tản ra, quét ra bốn phía thật lâu, cũng không phát hiện ra gian thạch thất nào bị che giấu cả.
Vương Lâm tiến lên vài bước, đi đến sát vách tường, đưa tay lên sờ sờ vào mặt trên, chỗ tiếp xúc lạnh lẽo, cũng không thấy có gì lạ thường. Hắn trầm ngâm một chút, vỗ túi chữ vật, thiết phiến màu vàng kia lập tức xuất hiện trong tay. Chỉ thấy ngay sau khi xuất hiện, thiết phiến bỗng nhiên lóe ra hào quang chói mắt, từ bên trong nó truyền ra cảm giác cực nóng. Nội tâm Vương Lâm khẽ động, buông tay ra, đem thiết phiến ném về phía trước. Lập tức hào quang từ thiết phiến càng sáng chói hơn, dần dần, không ngờ nó bắt đầu tan ra, nhưng cũng không thấy có chất lỏng rơi xuống mà là biến thành một làn khói nhẹ, tạo thành hình một cây nấm. Nhưng trong làn khói hình nấm này có một bóng người hư ảo, dần ngưng thật thành hình một người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, diện mạo anh tuấn, tuy không nói gì nhưng vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lui về phía sau vài bước, hai mắt vẫn lặng yên nhìn tới. Sau khi hiện ra, người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt này lập tức bấm quyết, đánh ra một đạo ánh sáng màu vàng. Về phía vách tường, toàn bộ động phủ vang lên âm thanh ầm ầm, không ngờ bắt đầu trầm xuống dưới. Mặt đất dưới chân rung lên, Vương Lâm vẫn bình tĩnh, đánh giá xung quanh. Một lúc lâu sau, vách tường không trầm xuống nữa, chỉ thấy phía bên trong vách tường bất ngờ xuất hiện một cửa vào phát ra ánh sáng màu tím hồng. Hai tay của người kia biến đổi, tạo ra một cái thủ ấn cổ quái, điểm về phía cửa vào màu tím hồng kia, sau đó cả người chậm rãi tiêu tán. Ngay cả thiết phiến kia cũng hoàn toàn biến mất. Vương Lâm thở sâu một hơi, nhìn không chuyển mắt vào cái cửa màu tím hồng kia. Nếu tính cả cái này thì động phủ này nhất thời đã có đến 10 gian thạch thất. Ảo ảnh này nhất định là bộ dáng của Thiên Bảo Thượng Nhân ngày trước. Thiên Bảo Thượng Nhân này không hổ là cao nhân về luyện khí thuật, động phủ của hắn khẳng định là rất hiếm có. Mặc dù bị người ta phát hiện nhưng cũng rất khó để có thể tìm được gian thạch thất chứa bảo vật chân chính. Vương Lâm thầm nhủ, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đi đến gần cửa vào màu tím hồng này. Sau khi trầm mặc một lúc, hai tay hắn kết thủ ấn như các động tác của Thiên Bảo Thượng Nhân vừa rồi, ấn lên trên cửa. Lập tức, cái cửa này động đậy, hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Thần thức của Vương Lâm tản ra, hướng vào bên trong đảo qua, lập tức hai mắt hắn sáng lên. Căn thạch thất thứ 10 này cũng không rộng lắm, ước chừng chỉ có khoảng mấy chục trượng mà thôi. Trong này, ngoại trừ một số tài liệu luyện khí để lộn xộn thì chính giữa gian thạch thất là ba quái vật rất lớn. Bảo chúng là những con quái vật rất lớn cũng không quá khoa trương, bên ngoài có rất nhiều gai nhọn dữ tợn đâm ra, trên người lại khoác lên thứ vật chất như là da thú. Trong số những gai nhọn này có một cây ở giữa, to hơn cả một người, trên đó lóe ra hàn mang. Đây gần như chỉ là một bộ phận bên ngoài mà thôi, bên dưới lại là như một chiếc chiến xa chuyên dùng để công thành. Có bốn bánh xe thật lớn, chiến xa này ước chừng to tầm 10 trượng, ba chiếc chiến xa này cùng đặt ở chỗ này gần như đã chiếm hết cả gian thạch thất. Nháy mắt khi Vương Lâm bước vào gian thạch thất này, trên ba chiếc chiến xa lập tức xuất hiện ba linh hồn hư ảo. Ba linh hồn hư ảo này còn có bộ dạng dữ tợn còn hơn cả chiến xa, sau khi biến ảo ra lập tức bắt đầu gào thét. Thanh âm này có tác dụng trấn nhiếp tâm thần, lại có lực xuyên thấu. Thậm chí ngọn núi này cũng khẽ rung chuyển, làm một số đất đá rơi xuống. Con thú này có cái đầu lớn như một cái chậu, tạo thành một hình tam giác. Thân của nó như thân trâu, cảm giác đầy vẻ bạo ngược. Phía sau còn có một cái đuôi như dao long, cuối đuôi không ngờ còn có những thứ như mắt, miệng và mũi. Nói con thú này có hai đầu cũng không quá đáng. Nháy mắt khi nhìn thấy con thú này, Vương Lâm lập tức lục lọi trong ký ức của cổ thần Đồ Ti, tuy nhiên cũng không có ghi chép gì liên quan đến nó. Trong thiên hạ có rất nhiều loài thú, cũng không có gì lạ khi có nhiều loài mà Đồ Ti cũng không biết. Ba con thú hồn này có bộ dáng đều giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước mà thôi. Con thú hồn của chiếc chiến xa chính giữa có hình thể lớn hơn một chút so với hai con hai bên. Sau khi ba con thú hồn này xuất hiện, đôi mắt thật lớn màu đỏ lập tức nhìn chòng chọc vào Vương Lâm, lộ ra vẻ bất thiện đầy bạo ngược. Chúng gào rít vọt lên phía trước, trước sau tranh nhau táp một cái, muốn nuốt lấy Vương Lâm. Thân sắc của Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng vẫn lui về sau một bước. Nhìn ba con thú hồn dữ tợn này nháy mắt đã táp tới, trên người lập tức xuất hiện vô số thiết liên như những cánh tay.
Những thiết liên này xuyên qua toàn thân của ba con thú khi ba con thú hồn này nhào tới Vương Lâm. Khi chúng lao ra ngoài ba thước thì những thiết liên này lập tức lóe lên ánh sáng lập lòe. Lập tức, ba con thú hồn phát ra những tiếng gầm thét đầy thống khổ, thân thể bị thiết liên kéo trở lại, khóa vào phía trên của chiến xa. Chỉ có con thú hồn có hình thể lớn hơn ở chính giữa, dù bị thiết liên kéo lại nhưng vẫn lao thêm về phía trước được một thước, sau đó mới thống khổ bị kéo về. Nhưng ba con thú hồn này không cam lòng, lập tức giãy giụa dữ dội, bốn phía động phủ cũng theo đó rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vương Lâm ngưng thần tĩnh khí, tuy không biết tên của loài thú này nhưng trên thiết phiến của Thiên Bảo Thượng Nhân cũng có ghi chép tỉ mỉ, chỉ có một số điểm không rõ ràng lắm. Trên xạ thần xa có thú hồn, nhưng bị hồn liên tỏa khống chế, không thể thoát ra quá ba trượng bên ngoài chiến xa. Nhìn ba con thú hồn giãy giụa, hai tay Vương Lâm nâng lên, dựa theo yêu cầu trong thiết phiến, nhanh chóng đánh ra một thủ quyết cổ quái. Khi pháp quyết này rời tay lập tức biến thành một quang quyển màu đen. Sau khi nhìn thấy quang quyển này, ba con thú hồn càng giãy giụa dữ dội hơn. Dần dần, động tác của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, quang quyển này cũng ngày càng nhiều. Một lúc sau, thấy rằng cả gian thạch thất đã có hơn trăm quang quyển thì Vương Lâm quát khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên chiến xa chính giữa. Phong! Lập tức, những quang quyển kia hóa thành từng đạo tàn ảnh, che kín cả trời đất, toàn bộ đều hướng về chiến xa chính giữa. Thú hồn phía trên chiến xa này lập tức kêu lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, toàn bộ thân mình nhanh chóng bị co rút tiến vào trong chiến xa. Theo những quang quyển này lần lượt bao bọc lấy, cuối cùng chiến xa đột nhiên khẽ động, bay lên giữa không trung. Trong quá trình bay lên này, kích thước của nó cũng dần thay đổi, ngày càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ to như một bàn tay, dừng lại trong tay Vương Lâm. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 307, Luyến Nữ Thi. Vương Lâm nhìn qua một chút, rồi liền thu vào trong túi trữ vật. Nếu muốn sử dụng chiến xa này, trước hết phải thu phục thú hồn. Thú hồn cường đại này Vương Lâm không thể khống chế được nên chỉ có thể sử dụng thủ pháp ghi lại trên thiết phiến, tạm thời phong ấn, khiến cho nó rơi vào trạng thái ngủ say. Thực tế, Thiên Bảo Thượng Nhân cũng không nghĩ đến chiến xa của mình lại bị một hóa thần kỳ tu sĩ đạt được. Hắn cho rằng chỉ có anh biến kỳ tu sĩ mới đủ tiêu chuẩn có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Sau khi thu lấy chiến xa này, ánh mắt Vương Lâm lại đảo lên, dừng lại trên chiến xa bên trái, sử dụng cùng một phương pháp, đem thú hồn này phong ấn lại. Cuối cùng, trong thạch thất chỉ còn có một chiến xa cuối cùng. Thú hồn trên chiến xa này có kích thước nhỏ nhất, nhưng trước mắt, Vương Lâm cũng không thể thu phục được. Con thú hồn này nhìn hai đồng bạn của mình lần lượt bị phong ấn thì liên tục phẫn nộ gào thét. Nếu là Thiên Bảo Thượng Nhân năm đó thì nó còn có thể khuất phục, nhưng nhìn thấy một tên mà khi mình còn ở trạng thái tốt nhất chỉ cần một táp cũng có thể giết chết, làm cho tự tôn của nó quyết không cho phép nó cúi đầu khuất phục. Vương Lâm nhìn thẳng vào con thú hồn này, trong lòng cũng không ngừng đấu tranh. Hắn không biết chính mình có nên đánh cuộc một lần. Nếu thắng thì có thể tạm thời thu phục được con thú này, còn nếu thua thì có chút nguy hiểm. Trầm mặc một lúc, Vương Lâm sờ sờ vào khu thú quyển trên cổ tay. Dựa theo lý thuyết mà nói thì nó có thể vây khốn thú hồn này. Nhưng khi còn sống thú hồn này nhất định là thuộc về một loại tiên thú nào đó, do đó khu thú quyển này có thể vây khốn nó được không còn khó nói. Đó là chưa kể nếu vây trụ được thì bản thân mình có thể chịu đựng được mức độ hấp thu linh lực của nó hay không nữa. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm từ bỏ suy tính mạo hiểm đó, ánh mắt hắn chớp lên, đánh ra hơn trăm đạo quang quyển màu đen, đem cả con thú này và chiến xa phong ấn lại. Đáng tiếc chính là không biết uy lực của xạ thần xa này như thế nào. Tuy thế, lời nói của Thiên Bảo Thượng Nhân rất tự tin, hiển nhiên nó sẽ không quá kém. Hơn nữa phía trên còn phong ấn thú hồn cực kỳ cường đại, do đó uy lực của chiến xa này chắc chắn sẽ không khiến mình thất vọng. Chỉ đáng tiếc là hiện tại không thể sử dụng. Đáy lòng Vương Lâm thầm nhủ, ánh mắt đảo qua, dừng lại trên một số tài liệu luyện khí ở bên trong thạch thất. Hắn quét sạch,
đem tất cả những vật đó thu hết vào trong túi trữ vật, cũng kiểm tra lại một lần rồi mới rời đi. Ở bên ngoài cái cửa màu tím hồng, Vương Lâm dựa theo thủ pháp của Thiên Bảo Thượng Nhân, khiến cho vách tường chậm rãi nâng lên, khôi phục lại nguyên dạng rồi mới đi ra khỏi động phủ. Xa thần xa này quả nhiên thần kỳ, không ngờ nó không cần linh thạch để sử dụng mà hoàn toàn dựa vào hồn lực của thú hồn dẫn phát. Do đó có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Tuy vậy, chiến xa này nếu thật sự phải dùng đến linh thạch thì sợ rằng chỉ có tiên ngọc mới có thể đáp ứng được nó. Trong khi đang bay đi giữa không trung, trong đầu Vương Lâm không ngừng suy nghĩ. Chỉ là không biết khi xạ thần xa mở ra thì có ảnh hưởng gì đến thú hồn hay không. Dựa theo lẽ thường mà nói thì không thể tồn tại kiểu dùng vô tận mà thủy chung không tiêu hao hết nguồn sinh lực. Do đó, chỉ sợ sau khi mở ra chiến xa mấy lần thì thú hồn kia cũng bị thương tổn, vượt quá một số lần nhất định thì chỉ sợ thú hồn cũng tiêu tan. Đáng tiếc việc này Thiên Bảo Thượng Nhân vẫn không ghi chép lại vào trong thiết phiến. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đáy lòng suy tính. Chắc là ngày đó, trước khi Thiên Bảo Thượng Nhân chết, cũng không còn nhiều thời gian, không thể hoàn toàn đem tất cả đều ghi chép tỉ mỉ lại, chỉ có thể chọn một số điều quan trọng để ghi chép lại. Những sự tình có liên quan đến xạ thần xa này còn cần mình nghiên cứu nhiều hơn. Vương Lâm thở sâu, sơ sơ vào túi trữ vật, khóe miệng toát ra một nụ cười vui vẻ. Chuyến đi lên tiên giới lần này, thu hoạch cũng rất phong phú, tuy cũng rất nhiều mạo hiểm. Sợ rằng nếu hơi vô ý tại thời điểm mảnh nhỏ kia sụp đổ, thì hiện tại mình đã bỏ mạng rồi. Câu nói phiêu lưu càng lớn thì thu hoạch càng nhiều quả nhiên chính xác. Do đó, lời mời của Sắt Hổ cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Đang ở giữa không trung, đôi mắt của Vương Lâm không ngừng chớp chớp. Một mảnh nhỏ ở phía nam của tiên giới lúc này có ba người đang ra tay công kích, các loại pháp thuật chấn động tầng tầng lớp lớp. Trên một bình nguyên cách nơi ba người này chừng hơn vạn dặm, có một người đàn ông trung niên đang cầm trong tay một cái hồ lô, vừa uống rượu vừa lắc lắc đầu nói, Đình Nhi, không nên gấp gáp. Ta sẽ nhanh chóng lấy được tiên ngọc cho nàng, khiến cho thân thể của nàng ngàn năm vẫn không thay đổi. Người đàn ông trung niên này đúng là người đến từ Chu Tước Tinh giống như Vương Lâm. Hắn vừa uống rượu vừa đi lại trên bình nguyên. Hồi lâu sau, hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống chỗ dưới chân, ánh mắt lộ ra một tia hồi tưởng, lẩm bẩm nói, Đình Nhi, nàng còn nhớ rõ nơi này không? Năm đó, chính là ở chỗ này ta đã gặp nàng. Đáng tiếc là hiện tại dĩ nhiên đã cảnh còn người mất. Hắn than nhẹ một tiếng, chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống mặt đất, lập tức cả người trầm xuống, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Dưới lòng đất hắn vẫn không ngừng trầm xuống. Hồi lâu sau, xuất hiện bên trong một chiếc hang động thật lớn. Bên trong hang động này có một tòa lầu các rất lớn, bên ngoài bị một cỗ chất khí màu xanh bao phủ. Người trung niên này nhấc chân tiến lên một bước, xuyên qua màn chất khí màu xanh này, đi vào bên trong, tiến vào trong lầu các. Lầu các này có 3 tầng, bên trong bài trí tương đối đơn giản, không khác gì nhà cửa của một người bình thường. Nhưng nơi đây có một cỗ không khí trang nhã xuất trần bao phủ bốn phía. Sau khi tiến vào, ánh mắt người này lộ ra vẻ dịu dàng, vuốt ve những thứ vật dụng khắp gian phòng, cuối cùng ngồi trên một chiếc ghế, lẩm bẩm nói, Đình Nhi, năm đó, ta gặp nàng chính là ở nơi này. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ yêu thương sâu đậm, từ trong túi trữ vật nhẹ nhàng xuất ra một tòa bảo tháp, tay phải điểm nhẹ một cái, lập tức một đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong chiếu ra. Ánh sáng qua đi, một khối thi thể của một cô gái xuất hiện trong lồng ngực của người đàn ông trung niên này. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của nữ thi này, mỉm cười nói nhỏ, Đình Nhi. Nàng xem, chúng ta đã về nhà rồi. Cô gái này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, toát lên một cỗ xuất trần, giống như tiên nữ trên trời. Màu da của nàng trắng như tuyết, nhưng vẫn thoáng hiện lên nét hồng hào. Nếu nói nàng vẫn còn sống thì sợ rằng sẽ không ít người vẫn tin tưởng. Khi nàng vừa xuất hiện, không hiểu vì sao, lập tức như dung nhập làm một thể với toàn bộ cảnh sắc của tòa lầu các này. Nơi đây như vốn thuộc về này vậy. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, vẻ thâm tình trong mắt càng sâu đậm. Hắn mỉm cười nói, năm đó, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng nhất định sẽ là thê tử của ta cả cuộc đời này. Cái tên Đình Nhi này nàng có thích không?
đây là danh tự ta dành tặng cho nàng đó. Hắn thì thào nói xong, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán nữ thi, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Vì nàng, ta từ bỏ địa vị trưởng môn. Vì nàng, ta không tiếc từ bỏ đồng môn. Đình Nhi, ta không hối hận. Thật sự tuyệt không hối hận. Mặc kệ bọn người kia bảo ta là kẻ điên, nhưng ta biết ta không điên chút nào. Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt nữ thi, hồi lâu sau mới đứng lên. Đình Nhi, chúng ta lên lầu trên xem đi, nơi đó có bàn trang điểm của nàng. Nàng hãy xem chồng nàng trang điểm cho nàng thế nào nhé. Người đàn ông mỉm cười, ôm lấy nữ thi đi lên lầu 2. Bên bàn trang điểm trên lầu 2, người đàn ông đặt nữ thi xuống, cầm lấy bút kẻ lông mi, ánh mắt lộ ra thần sắc thâm tình, nói, nàng có vui không? Đình Nhi, ta rất vui. Nàng nói chuyện đi. Sao nàng không trả lời ta, chẳng lẽ nàng không vui sao? Nàng nói đi, nàng mau nói đi. Sao nàng không thốt ra lời nào cả? Thanh âm của người đàn ông càng lúc càng lớn, ném mạnh bút vẽ trong tay, nắm lấy nữ thi, lay qua lay lại, quát lên làm chiếc bàn bên cạnh tan nát. Một hồi lâu sau, người đàn ông giật mình, ôm lấy nữ thi, thì thào lẩm bẩm, ta xin lỗi Đình Nhi. Nàng đừng trách ta nhé, ta sai rồi, ta không bao giờ. Quát lên với nàng nữa, không ai có thể cướp nàng đi khỏi tay ra. Ai cũng không thể. Kẻ nào dám cướp đoạt nàng khỏi tay ta thì ta sẽ giết kẻ ấy. Giết, giết, giết. Hắn thở sâu, hôn lên đôi môi của nữ thi vài cái, mỉm cười nói, Đình Nhi, nàng xem, lầu các này năm đó vốn sắp sụp đổ. Chính ta ra tay dụng lực khiến cho nó vẫn duy trì được cho đến ngày nay. Bởi vì đây là nhà của nàng, à, là nhà của chúng ta mới đúng. Nàng mệt rồi phải không? Vậy nàng nghỉ ngơi đi một chút nhé. Người đàn ông này ôm lấy nữ thi, đặt xuống giường, ngồi bên cạnh nhìn ngắm nàng, vẻ thâm tình dịu dàng hiện lên trong ánh mắt. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 308, Chiến. Đình Nhi, ngay tại thời điểm ta gặp nàng năm đó, nàng cũng nằm như thế này, không khác chút nào. Nàng còn nhớ rõ không, năm đó, lần đầu tiên ta đến tiên giới, nguyên nhân vốn là để đoạt được tiên khí. Nhưng sau khi gặp nàng ở chỗ này, ta chỉ biết nàng chính là thê tử của đời ta, ta đã ở trong này bồi tiếp nàng rất lâu. Hắn nói xong, đặt tay lên người nàng. Vừa vuốt ve vừa nói, nàng vẫn hoàn mỹ như vậy, rất hoàn mỹ. Nàng là của ta, ai cũng không thể đoạt nàng đi được. Đình Nhi, nàng nói đi, ta biết nàng cũng thích ta, đúng không? So với tiên khí, nàng mới chân chính là báu vật của ta. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nằm xuống bên cạnh nữ thi, thì thào nói, tốt lắm. Đình Nhi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, chồng nàng sẽ tiếp tục đi tìm tiên ngọc. Nàng ngủ đi, không phải sợ gì hết, có ta ở đây. Vương Lâm phi hành giữa không trung, trong mắt lộ vẻ kiên định. Kỳ hạn một tháng cũng đã sắp đến. Hắn hạ quyết tâm sẽ đi đến chỗ trong lời nói của Sắt Hổ. Trước không nói đến ba cái kiếm tiên, chỉ riêng khối tiên ngọc rất lớn kia cũng đủ khiến hắn động tâm. Có số lượng lớn tiên ngọc như thế, Vương Lâm tin tưởng rằng ngày sau khi mình đạt đến hóa thần hậu kỳ, trùng kích vào anh biến sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối với Vương Lâm mà nói, anh biến kỳ có ý nghĩa khác biệt. Đạt tới anh biến kỳ thì Tư Đồ Nam mới có thể thức tỉnh. Tuy Vương Lâm bây giờ chỉ là hóa thần sơ kỳ, khoảng cách đến hậu kỳ còn rất xa xôi, không biết đến tận năm tháng nào mới đạt được, nhưng hắn không có gì lo lắng. Hắn biết con đường tu tiên không thể vội vàng dao động, nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ thành hình. Mặt khác, một số tiên thảo bên trong thủy đàm cũng là nguyên nhân khiến hắn động tâm. Nếu đem những tiên thảo này cho Lý Mộ Uyển thì tất nhiên có thể luyện chế ra một số đan dược cực kỳ hiếm có. Do đó, sau khi ăn vào tu vi của Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ được đề cao. Những loại dược vật như thế, trừ phi công hiệu thật lớn, nếu không Vương Lâm cũng không muốn dễ dàng ăn vào. Dù sao, với tu vi hiện tại của hắn thì cái coi trọng là lĩnh ngộ, sử dụng đan dược không phải là con đường đúng đắn. Tuy nhiên, nếu lấy thảo mộc của tiên giới chế tác ra đan dược thì tất nhiên lại khác.
trong lòng đã quyết tâm, thân mình vươn lên, không ngừng bay cao, dần dần lao ra khỏi không gian của mảnh nhỏ, hướng về lốc xoáy thật lớn kia bay đi. Tại chỗ lốc xoáy, hắn mở ra ngọc giản là có thể đến được nơi ước hẹn với Sắt Hổ. Giờ khắc này, tại một mảnh nhỏ ở trung tâm của tiên giới, Sắt Hổ của cự ma tộc đang khoanh chân ngồi đó. Trước người hắn có một tòa truyền tống trận, ánh mắt của Sắt Hổ vẫn bình tĩnh. Hắn ngồi ở chỗ này đã 7-8 ngày, một số tên thuộc loại đạo trích tiến đến nhưng đều trở thành vong hồn dưới tay hắn. Hắn ở chỗ này để chờ hai người. Sắt Hổ tin tưởng rằng hai người này nhất định sẽ đồng ý đến, như thế chuyến đi lần này hắn mới có 7 thành nắm chắc là thắng lợi trở về. Hắn tin tưởng, sau khi xem qua ngọc giản, hai người kia nhất định sẽ động tâm. Dù sao hấp dẫn như thế, bất cứ kẻ nào cũng khó có thể kháng cự lại được. Cho nên Sắt Hổ cũng không vội vã, hai người kia hắn đã chọn lựa kỹ mới quyết định mời tham gia. Người thứ nhất tạm thời không nói đến, dù sao danh khí của hắn cũng thật lớn, hơn nữa cũng có một chút quan hệ sâu xa với cự ma tộc của hắn. Còn người thứ hai, gọi là Tằng Ngưu, Sắt Hổ tự nhận bản thân hắn cũng nhìn không thấu được người này. Tuy tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng thủy chung, Sắt Hổ luôn cảm giác được một tia nguy hiểm từ trên người hắn. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định mời đối phương tham gia. Dù sao thực lực càng mạnh thì cơ hội thành công lần này lại càng cao. Còn nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo thì Sắt Hổ cũng không sợ hãi. Hắn tự nhận với tu vi của bản thân cũng đủ để ứng phó với việc đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày nọ, trận pháp trước người hắn bỗng nhiên lóe sáng. Ánh sáng ngày một chói lòa hơn, gần như chiếu sáng toàn bộ bốn phía. Nhưng ánh sáng chói mắt này cũng không có ảnh hưởng gì đến Sắt Hổ. Hắn nhìn không chớp mắt vào truyền tống trận, đáy lòng thầm nhủ, người đến không biết là ai. Khi ánh sáng đạt đến cực hạn nhất định thì bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó một thân ảnh nổi bật từ giữa trận pháp xuất hiện. Tướng mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng có một vẻ lạnh như băng, khiến người nào nhìn thấy đều phải khiếp sợ. Một tia khí băng hàn từ phía sau nàng hiện ra, rồi lan tràn ra bốn phía. Thậm chí còn có một mảnh đầy bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thoạt nhìn rất kinh người. Ánh mắt Sắt Hổ chợt lóe lên, nội tâm thầm nhủ, là cô ta. Hắn cười vang lên, đứng dậy ôm quyền nói, Hồng Điệp đạo hữu, tại hà chờ ngươi đã lâu rồi. Người này đúng là thiên chi kiêu nữ của Tuyết Vực Quốc. Ánh mắt của nàng lạnh như băng, liếc mắt nhìn Sắt Hổ một cái, đi ra khỏi trận pháp, lãnh đạm nói, nếu những gì ngươi nói là giả thì tại hạ nhất định sẽ không bỏ qua. Hai mắt Sắt Hổ hiện lên vẻ tự tin, cười nói, Hồng Điệp đạo hữu hãy cứ yên tâm, ta cũng không giấu giếm thêm nữa, ngọc giản này chính là thủy tổ tập ngữ của cự ma tộc ta ghi lại. Lão nhân gia ngài sẽ không nói dối đâu. Tập tổ, sắc mặt của Hồng Điệp cũng hơi hòa hoãn. Tập tổ này chính là tiền bối của sư phụ nàng, có giao tình nhiều đời với nhau. Dù sao ở Chu Tước Tinh, những tu chân quốc tồn tại dưới dạng bộ tộc thì chỉ có cự ma tộc và tuyết vực tộc mà thôi. Hai bộ tộc này tự nhiên cũng tương đối thường xuyên qua lại. Có thể nói cự ma tộc là minh hữu của tuyết vực tộc. Đã là tập tổ tự mình chứng kiến thì việc này tất nhiên sẽ không phải giả. Được, ta sẽ đi với ngươi. Những vật khác ta không cần nhưng chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia phải thuộc về ta. Thanh âm của Hồng Điệp quyết đoán. Sắt Hổ nhướng mày, thầm nhủ Hồng Điệp này cũng quá mức hống hách. Tuy nói hắn cũng không mấy hứng thú với chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia nhưng hắn nhất định phải có được 3 thanh kiếm tiên kia. Chẳng qua, nếu chỉ có 2 người thì còn dễ xử lý, nhưng sau khi 2 người chia nhau xong sợ rằng Tằng Ngưu chẳng còn vật nào nữa. Hồng Điệp đạo hữu, việc này sợ rằng không ổn. Dù sao ngoại trừ ngươi và ta còn có 1 người nữa. Hắn cũng sẽ tham dự vào chuyến đi này. Sắt Hổ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Sao? Là ai? Sắc mặt của Hồng Điệp vẫn như thường, bình thản nói. Tằng Ngưu, cũng giống như ngươi và ta, đều là đến từ Chu Tước Tinh. Sắt Hổ nói, đến từ Chu Tước Tinh. Hồng Điệp ngẩn ra, nàng nhất nhớ lại 4 người còn lại. Đúng lúc này, trận pháp phía trước 2 người bỗng nhiên lóe lên sáng ngời. Sau khi ánh sáng sáng đến cực hạn thì một thân ảnh cao lớn từ trong truyền tống trận xuất hiện. Là hắn, ánh mắt Hồng Điệp chợt lóe lên, không nói 2 lời lập tức điểm về phía trước.
lập tức một đạo linh quyết màu trắng nhanh như tia chớp bắn đến chỗ truyền tống trận. Ầm, 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 linh quyết giống như sấm đánh chớp giật, mang theo âm thanh bén nhọn lao đến. Bóng người xuất hiện trong trận pháp đúng là Vương Lâm. Vừa mới xuất hiện, hắn lập tức phát hiện nguy hiểm, hai chân hắn dẫm mạnh, trận pháp sụp đổ, cả người Vương Lâm như một đạo khói nhẹ lùi về phía sau. Đồng thời khu thú quyển trên cổ tay bị hắn ném về phía trước, phát ra âm thanh chói tai, hóa thành lôi oa, nháy mắt đã phun ra một lôi cầu thật lớn, nhắm thẳng vào ấn quyết. Đồng thời cánh tay Vương Lâm run lên, cấm phiên xuất hiện trong tay, lập tức vô số cấm khí gào thét xông ra, thanh âm vang xa đến hơn 10 dặm bên ngoài. Hai mắt của Vương Lâm linh hoạt, sắc bén, ở bên trong cấm phiên tập trung vào Hồng Điệp. Đi! Theo một tiếng này, cấm khí hình thành một con ác long, dữ tợn gầm thét, hung hãn xông tới. Sắc mặt của Hồng Điệp lạnh lùng. Chân điểm một chút, bay ngược về phía sau, đồng thời tay phải lật lên, trong tay xuất hiện một bức tượng băng. Hình dáng bức tượng băng này và vật có hình dạng nhân thủ xà thân năm đó hoàn toàn giống nhau, nhưng hai mắt nhắm chặt. Ngay khi tượng băng này xuất hiện, trên đôi mắt nhắm chặt lập tức phát ra ánh sáng màu lam, vọt lên phía trước, mang theo một đám u mang. Ầm. Ấn quyết màu trắng và lôi cầu va chạm với nhau, kinh khí mãnh liệt bùng nổ, tạo ra khí lãng bay cao hơn nửa thân người, khuếch tán mạnh ra bốn phía. Giờ khắc này, u quang màu lam trong đôi mắt của tượng băng lao lên, lôi cầu bị u quang vụt qua, lập tức phát ra thanh âm răng rắc liên tiếp. Theo đó, từ bên ngoài nhanh chóng xuất hiện vô số mảnh băng, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, giữa không trung, khối lôi cầu đã bị băng che kín hoàn toàn, bên ngoài có màu u lam, bên trong có lôi điện màu tím than vờn quanh rất đẹp mắt. Lam quang không hề dừng lại, mà lan tiếp ra phía sau. Lôi oa hừ thảm một tiếng, thóp bụng lại, muốn phun ra thêm một lôi cầu nữa. Nhưng khi thân thể nó bị lam quang chiếu lên, lập tức bị đông cứng, bụng vẫn duy trì tư thế thóp lại nhưng lôi cầu cũng tiêu tán trong bụng nó. Thậm chí ngay cả ác long hóa thành từ cấm khí lúc này cũng bị lam quang cản lại, có dấu hiệu bị đóng băng. Lúc này đây, pháp bảo trong tay Hồng Điệp có uy lực thật lớn, mục đích là muốn vừa ra tay sẽ giết chết Vương Lâm tại đường trường. Công kích của Vương Lâm vừa bị chặn lại, ánh mắt hắn lóe lên, lắc mình hướng về phía sau, đưa tay phải điểm lên mi tâm. Chỉ thấy đạo đạo bóng đen từ trong mi tâm nhanh chóng lao dao, hóa thành một đám du hồn, bắt đầu gào thét bên người Vương Lâm. Vương Lâm nhảy lên phía trước, lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này hắn giống như một ma thần, hai mắt không ngừng chớp lên quang mang rất quỷ dị. Nuốt. Dưới một chữ này, hơn vạn du hồn bên người hắn hóa thành một con ác quỷ, gào thét xông tới, không màng sinh tử đánh về phía Hồng Điệp. Dư âm của lam quang kia đối với du hồn có tác dụng không đáng kể. Dù sao thân mình của du hồn có khả năng kháng cự nhất định đối với hết thảy các công kích của pháp thuật. Dừng tay, Sắt Hổ lúc này mới có phản ứng, nhướng mày, lập tức quát lên. Hồng Điệp biến sắc, nàng cười lạnh một tiếng, thân mình lại lui ra sau. Du hồn này xông đến, dao động mãnh liệt tản ra bốn phía, đuổi theo không ngừng. Hai mắt Vương Lâm lộ ra sát khí, cấm phiên trong tay lại rung lên, lập tức mấy chục đạo cấm khí lao ra, lần lượt đan xen với nhau cùng một chỗ, hình thành một cây trường thương màu đen. Dưới cái chỉ tay của hắn, lại đâm về phía Hồng Điệp. Trường thương này như ảo ảnh, nhanh như tia chớp, theo ngay sau du hồn, gào thét xông đến. Hồng Điệp lại thối lui. Tay phải của nàng ấn lên tượng băng, nó lập tức đón gió tăng trưởng, nháy mắt đã biến thành một thân hình rất cao to, chắn trước mặt nàng. Nàng quát lớn một tiếng, hai con mắt của con thú có đầu người thân rắn trên tượng băng như sống lại, quỷ dị mở ra. Lập tức, trên tượng băng bắn ra lam quang cao đến vạn trượng. Bị lam quang chiếu vào, liền có một số trong đám du hồn tiêu tan ngay giữa trời. Vốn ngang tàng không sợ hãi, nhưng giờ đây không ngờ chúng cũng sinh ra một tia sợ hãi, do dự không dám tiến lên phía trước thêm nữa. Nhưng thanh trường thương từ cấm khí hóa thành vẫn như tia chớp, phá tan lam quang, bay nhanh xông tới. Thân ảnh của Vương Lâm khẽ động, lập tức xông lên phía trước, theo sát sau thanh trường thương, quát lớn, Hồng Điệp. Ngươi không có mặt chăm sóc cha mẹ trước khi lâm chung chính là bất hiếu.
Những du hồn này thấy Vương Lâm tự mình tiến lên, lập tức không hề lui lại, cũng theo sau Vương Lâm. Vương Lâm như là một con khổng tước màu đen, còn đám du hồn như những chiếc đuôi xòe ra, tăng thêm khí thế cho Vương Lâm. Ngươi vì ham muốn cá nhân mà giết hại cả một môn phái là bất nhân. Thanh trường thương màu đen thế như trẻ tre, phá tan từng đạo lam quang, kéo theo dao động mãnh liệt tản ra bốn phía, không gian xung quanh thậm chí xuất hiện vô số khe nứt. Những khe nứt này khuếch tán, thậm chí còn đem bề mặt núi đá bên dưới xé rách thành từng mảnh nhỏ. Ngươi vô duyên vô cớ nhằm vào ta hạ sát thủ chính là bất nghĩa. Cấm khí bị đóng băng dưới mặt đất lập tức phá băng lao ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong trường thương, khiến nó càng thêm dài ra đồng thời khi Vương Lâm lao tới công kích. Cấm phiên trong tay hắn không ngừng nhanh chóng phát ra đạo đạo cấm khí, dung nhập vào thanh trường thương khiến nhan sắc của nó càng thêm đen đặc, thanh thế càng thêm dũng mãnh. Sư phụ ngươi vẫn còn đó mà ngươi lại tự bán mình cho Chu Tước Quốc chính là bất trung. Đây là một thương tạo thành sau khi cấm phiên đại thành, tập hợp tất cả các cấm khí hiện có mà thành, là một thương sắc bé nhất. Vương Lâm từ trên trời lao xuống, vô số du hồn như giả thiên tế nhật, thanh thế đại trướng. Một thương này giống như làm bầu trời băng nát, lập tức chiếm được thiên thời. Mặt đất đã bị xé nhỏ vỡ vụn, nơi nơi đoạn liệt. Lúc này hắn đã nắm giữ địa lợi. Một thương lăng lệ khiến thiên băng, địa liệt, dù là hóa thần trung kỳ tu sĩ dưới một thương này cũng đổ máu ngay tại trận. Ngươi bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, ngươi tu hành theo con đường nào? Đạo tâm của ngươi không yên, ta muốn coi về sau tu vi của ngươi làm sao mà tăng tiến. Thân mình của Sắt Hổ không tự chủ được lui về sau mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, tên Tằng Ngưu này lại có được một chiêu đáng sợ như thế. Nhân bảo hợp nhất, Sắt Hổ cả kinh, hai mắt hắn bừng sáng, lộ ra một tia chiến ý. Nhưng rất nhanh hắn đè nén xuống. Người này nhất định là một nhân vật thiên tài của Tằng tộc. Nếu ta không sử dụng trọng bảo của gia tộc sợ là cũng khó tránh được một kiếp dưới một thương này. Tuy nhiên, Hồng Điệp là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tên Tằng Ngưu này quả nhiên là một nhân vật không đơn giản, không ngờ cũng biết trước tiên hủy đi đạo tâm của Hồng Điệp. Dù sao Hồng Điệp cũng sống ít hơn Vương Lâm đến 400 năm. Khả năng nhìn thấu thế sự nhân gian cũng không thể so sánh với những lão quái vật này, tâm tính cũng kém hơn không ít. Những lời nói của Vương Lâm, từng chữ rơi vào trong tai Hồng Điệp khiến ánh mắt nàng lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, thân mình lại lui về phía sau. Vương Lâm không ngừng lao tới, Hồng Điệp cũng không kháng cự chỉ liên tục thối lui. Kinh nghiệm chiến đấu của Vương Lâm hơn xa Hồng Điệp nên thừa cơ truy kích, không lưu lại nửa điểm thương xót. Ánh mắt Hồng Diệp lộ ra sát khí nồng đậm. Nàng vốn là thiên chi kiêu nữ của Tuyết Vực Quốc, từ khi sinh ra vẫn chưa từng gặp được một màn khó nuốt trôi như thế này. Trước đây, chỉ cần tượng băng vừa hiện ra, dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cảnh giới tương đương với nàng, cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Hơn nữa Chu Tước Quốc cũng khá chú ý đến nàng, do đó khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Một thương này của Vương Lâm không ngờ lại khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi. Uy lực của một thương này cũng không lớn, nhưng từ bên trong lại có một cỗ khí tức của một pháp bảo quỷ dị. Bên trong khí tức này không ngờ còn có một tia uy hiếp của lôi kiếp. Nhưng dù sao nàng cũng là một hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Giờ khắc này, hai mắt nàng chớp lên, hai tay nhanh chóng bấm quyết, bỗng nhiên điểm lên mi tâm, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Trên trong ngụm tiên huyết này có một đạo ánh sáng màu hồng chợt lóe ra. Ánh sáng màu hồng này vừa xuất hiện lập tức biến thành một đóa hoa hồng kiều diễm, tươi đẹp. Nháy mắt khi đóa hoa này xuất hiện, tượng băng trước người nàng lập tức hóa thành một vũng chất lỏng màu lam, vờn quanh bên dưới đóa hoa như là chất dinh dưỡng, lập tức khiến cho đóa hoa này càng thêm tươi đẹp. Trường thương trước người Vương Lâm lao nhanh đến, ầm một cái, điểm vào đóa hoa này, lập tức khiến đóa hoa này rơi ra mấy cánh hoa. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Vương Lâm khẽ biến, trường thương của hắn nháy mắt đã tan vỡ. Khuôn mặt của Hồng Điệp đỏ hồng lên dị thường nhưng chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, một kích thiên thời địa lợi như thế cũng không thể giết được nàng. Hóa thần hậu kỳ quả nhiên cường đại. Nháy mắt khi thân hình hắn lui về phía sau, một cỗ vô tình ý cảnh nháy mắt đã bao phủ toàn thân hắn.
ngươi là người đầu tiên buộc ta phải sử dụng đến bản mạng pháp bảo, ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Hồng Điệp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang lui nhanh về phía sau, nghiến răng nghiến lợi, thốt lên từng chữ. Đồng thời nàng vươn cánh tay ngọc ngà của mình ra, từ trên thân đóa hoa lấy ra một cánh hoa, dừng tay. Hồng Điệp đạo hữu, Tằng huynh, hai người các ngươi đều là do ta mời đến, nếu tiếp tục đánh nhau thì đừng trách tại hạ vô lễ. Sắt Hổ hét lớn một tiếng, thân mình bay lên không trung. Sắt Hổ đạo hữu, việc này không phải do tại hạ khơi mào. Vương Lâm thở sâu, toàn lực chống cự lại vô tình ý cảnh, thanh âm lạnh lùng nói. Sắc mặt của Hồng Điệp âm lãnh, liếc mắt nhìn Sắt Hổ một cái nói, không có quan hệ gì đến ngươi. Lui ra. Sắt Hổ biến sắc, nhìn chằm chằm vào Hồng Điệp, cười vang lên, Hồng Điệp đạo hữu, việc này tại hạ không thể không can dự vào. Hồng Điệp một chữ cũng không thốt ra, đẩy đóa hoa trong tay về phía trước. Đóa hoa này liền chậm rãi bay về phía Vương Lâm. Giờ phút này, mặt đất bỗng nhiên trở nên rung chuyển, thậm chí ngay cả giữa không trung cũng xuất hiện rất nhiều cái khe. Hiển nhiên uy lực của đóa hoa này đã vượt quá sức chịu đựng cực hạn của mảnh nhỏ của tiên giới này. Hồng Điệp, Sắt Hổ hét lớn, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vỗ túi chữ vật, trong nháy mắt trong tay hắn xuất hiện một cây cấm phiên. Tay hắn rung lên, cấm phiên thoát ly bay lên không trung. Trong miệng Vương Lâm nhẹ nhàng thốt lên hai chữ, dẫn kiếp. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm thật sự không muốn sử dụng thanh cấm phiên này để dẫn thiên kiếp đánh xuống. Nếu là thiên kiếp đánh xuống, trong khi mảnh nhỏ này tan vỡ, Vương Lâm cũng không biết mình có may mắn chạy thoát được hay không. Cấm phiên bay lên không, hóa thành một đạo sương mù hình tròn, từ trên trời giáng xuống, bao phủ một phạm vi 10 dặm. Lúc này, trong vòng 10 dặm truyền ra từng trận âm thanh ầm ầm. Hai tay Vương Lâm nhanh chóng biến hóa, hình thành một đạo cấm chế. Chỉ cần ném cấm chế này về phía không trung bên trên, thanh cấm phiên này sẽ lập tức đạt được 99 tổ cấm chế, dẫn động thiên kiếp đánh xuống. Hồng Điệp biến sắc, nhìn chằm chằm vào cấm chế trong tay của Vương Lâm, rồi lại nhìn màn xương đen giữa không trung. Trong lòng nàng lập tức nảy lên một tia nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này, trước giờ nàng vẫn chưa bao giờ gặp phải. Nhưng giờ khắc này, nàng lại có loại cảm giác nếu là cứ để đối phương tùy ý tiếp tục tiến hành thì hôm nay nàng tất nhiên sẽ phải họa đổ máu. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 309, mảnh nhỏ trọng điệp. Giờ phút này, sắc mặt của Sắt Hổ cũng đại biến, cả người lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn xương đen, đáy lòng than thầm, tự nhủ rằng tên Tằng Ngưu vừa rồi cũng chưa xuất ra toàn lực. Màn xương đen này có lẽ mới chân chính là trọng bảo bảo mệnh của hắn. Hồng Điệp đạo hữu, hai người các ngươi đều là do ta mời đến, ngươi nếu vẫn cố ý ra tay, chính là đẩy ta vào thế bất nghĩa. Tại hạ tất nhiên sẽ cùng Tằng huynh cùng kháng cự. Nếu không chết, sau khi trở về nhất định bẩm báo chi tiết lại cho tập tổ. Sắt Hổ quát. Nói xong, từ sau người Sắt Hổ xuất hiện một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này cao hơn 10 trượng, như một viễn cổ cự nhân, hai mắt lóe lên ánh sáng dày đặc, nhìn chằm chằm vào Hồng Điệp. Hồng Điệp không khỏi có chút do dự. Nàng đánh giá phép thuật của tên Tằng Ngưu này tuyệt không đơn giản, hơn nữa hư ảnh phía sau Sắt Hổ dĩ nhiên cũng đã ngưng thật. Nếu mình vẫn cố tình ra tay, mảnh nhỏ này chắc chắn sẽ sụp đổ. Nàng do dự một chút, tay phải khẽ điểm, đóa hoa lập tức dừng lại giữa không trung. Được, Sắt Hổ, hôm nay coi như nể mặt ngươi, không giết người này nữa. Nhưng quan tài bằng bạch ngọc kia phải thuộc về ta. Sắt Hổ nhướng mày, đang muốn nói chuyện thì ngay lúc này, Vương Lâm cười lớn. Hồng Điệp, ngươi thật sự nghĩ rằng tại hạ không giết được ngươi sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ như cười như không. Giơ cấm chế trong tay lên cao cao nói, chỉ cần ta bắn ra cấm chế trong tay thì mảnh nhỏ của tiên giới này chắc chắn sẽ tan nát. Hồng Điệp, ngươi có tin hay không? Sắc mặt của Hồng Điệp lập tức trở nên rất khó coi. Tằng huynh, tại hạ làm chủ. Lần này, hết thảy những gì đoạt được trong lần này, chúng ta sẽ cùng nhau phân chia. Như thế nào? Sắt Hổ ôm quyền nói. Được. Hết thảy như lời của Sắt Hổ huynh,
Vương Lâm mỉm cười. Thực tế nếu hôm nay có thể không dùng đến thiên kiếp thì là tốt nhất. Vật này chỉ có một, hơn nữa sau khi sử dụng, với giới hạn kết cấu của tiên giới này, chính mình cũng rất khó có thể chạy trốn khi nó sụp đổ. Như vậy thì sẽ không ổn. Mặt khác, trong lòng Vương Lâm tính toán sau khi rời khỏi tiên giới, trên Chu Tước Tinh, không có những hạn chế như nơi này, mới là thời cơ tốt nhất để kết liễu cô ta. Hồng Điệp đạo hữu, mời ngươi thu pháp bảo lại. Sắt Hổ quay đầu sang nhìn Hồng Điệp nói. Hồng Điệp hừ nhẹ một tiếng, tay phải triệu hồi, đóa hoa bay trở về, cả đóa hoa hồng biến mất ở chỗ mi tâm. Tằng Ngưu, quay lại Chu Tước Tinh, ngươi dám đánh một trận với ta không? Hồng Điệp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thốt lên từng chữ một. Vương Lâm cười lớn, cất cao giọng nói, phụng bồi. Cấm chế trong tay bị Vương Lâm miết một cái, tiên tan sạch sẽ. Còn màn xương đen trên bầu trời, dưới tâm niệm của hắn cũng ngưng tụ thành hình một cái phễu, hóa thành một thanh cấm phiên, bị hắn thu lại, vào trong túi chữ vật. Về phần lôi oa cũng bị Vương Lâm thu hồi. Chỉ có điều con lôi oa này bị thương nghiêm trọng, lộ ra thần thái uể oải. Sát khí trong tâm của Vương Lâm lại thêm nặng. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm một cái thật sâu. Nàng không thể không thừa nhận người này có đủ tư cách để đánh một trận với mình. Sắt Hổ âm thầm thở nhẹ một hơi. Nội tâm hắn cười khổ, nếu sớm biết rằng hai người này từng có ân oán, bản thân mình tuyệt đối sẽ không mời bọn họ tới. Hồng Điệp thì cũng thôi nói đến nhưng Tằng Ngưu, với tu vi hóa thần sơ kỳ mà có thể đánh một trận với hóa thần hậu kỳ. Một nhân vật như thế chắc chắn không đơn giản, sau này ở Chu Tước Tinh nhất định sẽ đạt thành tựu xuất sắc, thậm chí được Chu Tước Quốc thu làm đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Tốt lắm, Hồng Điệp đạo hữu, Tằng Ngưu huynh đệ, hai người các ngươi đi theo ta, nơi ghi chép trong ngọc giản còn cách nơi này một quãng xa. Sắt Hổ thở sâu, ôm quyền nói xong, thân mình hắn khẽ động, bay nhanh về phía trước. Hồng Điệp cũng không liếc nhìn thêm Vương Lâm lần nữa, hóa thành một vầng mây đỏ, đuổi theo Sắt Hổ, song song bay đi, hiển nhiên là không muốn bị bỏ lại phía sau. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia trào phúng, thân mình đi theo phía sau. Trung Quy vẫn là đạo tâm không vững, trong vòng trăm năm đã hóa thần, tuy nói là kỳ tích nhưng vẫn còn nhiều điều tệ đoan. Về mặt tâm tính vẫn kém hơn không ít, chỉ có mỗi việc bay đi sao phải tính toán trước sau. Vương Lâm thầm nhủ. Với tu vi hiện tại của ta, đánh một trận với nàng, nếu không vận dụng thiên kiếp lực của cấm phiên thì không thể có phần thắng. Sinh tử ý cảnh của ta rất khó làm dao động được vô tình ý cảnh sắp đạt đến đại thành của cô ta. Nhưng nếu ta đạt đến hóa thần trung kỳ, khi đó sử dụng sinh tử ý cảnh nhất định có thể ảnh hưởng đến cô ta. Dù không vận dụng thiên kiếp lực cũng nắm chắc bảy thành có thể đánh bại cô ra. Sinh tử ý cảnh của Vương Lâm chính là phát triển từ thiên đạo luân hồi mà ra. Chỉ có điều lấy tu vi hóa thần sơ kỳ bây giờ của hắn không thể đem biến hóa của sinh tử hoàn toàn phát huy ra được. Dù sao hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ ra thiên đạo mà thôi. Chỉ khi nào đạt đến hóa thần trung kỳ, sinh tử ý cảnh mới được đề thăng lên một cấp bậc cao hơn. Bằng vào uy lực của ý cảnh này chắc chắn có thể đối kháng lại được vô tình ý cảnh của cô ta. Trước mắt không biết cô ta đã đạt đến độ tách rời ý cảnh khỏi pháp quyết hay chưa. Tuy nhiên, với đạo tâm không vững như thế của nàng thì còn chưa đạt đến cảnh giới đó. So sánh ra, bản thân mình còn tiến nhanh hơn một bước. Vương Lâm thầm nhủ. Sau khi đạt tới hóa thần kỳ, Vương Lâm nhận thấy hết thảy công pháp trên thế gian này, ngoại trừ những thần thông cực kỳ thâm ảo ra, dĩ nhiên đã trở nên vô dụng. Hóa thần kỳ tu sĩ chỉ cần nhấc tay là đã có thể dẫn phát ra sức mạnh của thiên địa, cho nên vận dụng như thế nào là phải dựa vào lĩnh ngộ ý cảnh của bản thân. Sinh tử ý cảnh biến hóa đa đoan, nếu nói ra thì chỉ là một chữ biến. Tuy nhiên chỉ một chữ biến này cũng không hề dễ dàng có thể lĩnh ngộ thấu triệt được. Trước mắt, Vương Lâm cũng chỉ mới là nhập môn mà thôi. Chỉ đến khi nào có thể đem toàn bộ ý cảnh, hết thảy những biến hóa đều ẩn chứa, bao quát trong một pháp thuật, sinh tử ý cảnh mới có thể xem như đạt đến đại thành. Vung hai tay lên, biến hóa sinh tử, sử dụng quy tắc thiên địa, thay đổi luân hồi. Trong khi bay đi, Vương Lâm cẩn thể hồi tưởng lại một trận chiến vừa rồi với Hồng Điệp, rút ra những điều tâm đắc. Ba người không phải hạng người nhàn nhã, tự nhiên tốc độ bay đi rất nhanh.
Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của Sắt Hổ, đi đến một mảnh nhỏ khác của tiên giới, ở đó có một ngọn núi lớn. Ngọn núi này có hình dạng như con rồng, đầu rồng, mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện trong mây mù, đúng là một nơi như tiên cảnh, rất hiếm gặp. Sắt Hổ huynh, vì sao địa điểm trong ngọc giản ghi chép tới đến bây giờ vẫn chưa bị người nào phát hiện ra? Vấn đề này còn cần Sắt Hổ huynh giải đáp. Vương Lâm liếc nhìn ngọn núi một cái, chậm rãi nói. Sắt Hổ đang tại giữa không trung, cười nói, thực không dám giấu, Tằng huynh, sở dĩ tại hạ có thể khẳng định như vậy vì địa điểm của mảnh nhỏ mà ngọc giản ghi lại không thể từ lốc xoáy tiến đến được. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hứng thú. Ánh mắt Hồng Điệp cũng trở nên ngưng trọng, nhìn sang phía Sắt Hổ. Sắt Hổ lại cười nói, mảnh nhỏ mà ngọc giản ghi lại chính là một nơi cực kỳ hiếm có trong tiên giới, Trùng Điệp mãnh nhỏ. Thân sắc Vương Lâm khẽ động, lập tức hiểu ra. Phần đông các mảnh nhỏ của tiên giới phân liệt không theo quy tắc nào cả. Chỉ dưới sự cực kỳ trùng hợp, một số ít mảnh nhỏ sinh ra cùng chỗ với nhau, do đó rất khó bị người ta phát hiện ra. Mặc dù theo lốc xoáy hạ xuống, thì cũng chỉ hạ xuống được mảnh nhỏ thứ nhất bên trên cùng mà thôi. Ai cũng không ngờ được rằng ở bên dưới mảnh nhỏ đó lại còn có mảnh nhỏ khác. Theo cách này mà nói, thì quả thực có thể đảm bảo không bị ai phát hiện ra. Hơn nữa dù là từ mảnh nhỏ đầu tiên cũng không phải có thể tùy ý đi vào nơi đó. Hoàn cảnh trong đó, căn bản là không thể chế tạo truyền tống trận nên dù có ai vô ý đi vào cũng rất khó lưu lại. Sắt Hổ cười nói, Hồng Điệp cười lạnh nói, năm đó tập tổ đại nhân làm sao mà phát hiện được. Hồng Điệp đạo hữu, việc này liên quan đến một đại bí mật của cự ma tộc, tại hạ không thể tiết lộ được. Hào quang trong mắt Sắt Hổ chợt lóe lên nói. Vương Lâm nhìn ngọn núi hình rồng này, không nói gì cả. Thân mình Sắt Hổ khẽ động, hướng về phía đỉnh ngọn núi bay đi. Rất nhanh, ba người đều đi vào khu vực trên đỉnh núi, hạ xuống trên đầu. Rồng, thần thức của Sắt Hổ đảo qua, nói, tháng trước, tại hạ đã từng đến đây khảo sát qua, truyền tống trận của nơi đây vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Sau khi tiến vào truyền tống trận, liền có thể đến được nơi gần mảnh nhỏ kia nhất. Nói xong, hắn bước lên, đạp chân xuống một chỗ đất trống, lập tức mặt đất lóe lên một tia sáng, thân hình Sắt Hổ biến mất tại chỗ. Hồng Điệp liếc nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt chớp lên, không nói một lời, tiến vào trong trận pháp. Đợi cho thân ảnh Hồng Điệp biến mất, Vương Lâm mới thong thả dẫm chân xuống, đi vào trong trận pháp. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 310 Tinh La Bàn. Một mảnh nhỏ gần phía nam trong vô số mảnh nhỏ của tiên giới, nơi này hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, có đầy các luồng khí lạnh tàn phá khắp nơi, khắp mặt đất đều bị đóng băng. Khi Vương Lâm đi ra khỏi trận pháp, hắn lập tức nhướng mày. Nhưng trên mặt Hồng Điệp lại lộ ra bộ dáng hưởng thụ. Hiển nhiên, đối với nàng, nơi này không có gì khắc nghiệt, ngược lại thấy rất thoải mái. Hồng Điệp đạo hữu, đây là nơi đi thông ra mảnh nhỏ thứ nhất. 30 vạn dặm về phía đông là nơi có vạn năm hàn băng. Nơi đó cần thần thông của đạo hữu chống đỡ lại luồng khí lạnh. Vượt qua luồng khí lạnh này chính là hư vô bị tiên giới thôn phệ. Ta có la bàn có thể định hướng được, để chúng ta không bị lạc trong hư vô này. Tằng huynh, hình như ngươi có luyện hồn hồn phách, chính là sử dụng tốt nhất trong hư vô. Mong rằng đến lúc đó ngươi có thể xuất ra toàn lực. Vượt qua hư vô, chúng ta có thể tiến vào nơi tầng thứ nhất. Dù sao nơi đó không có truyền tống trận, chỉ có cách này mới có thể đảm bảo cho ba người chúng ta tiến vào. Sắt Hổ trầm giọng nói. Sau khi nghe xong lời này, đáy lòng Vương Lâm đã rõ ràng. Tên Sắt Hổ này tìm mình chính là bởi vì nhìn ra du hồn rất hợp trong trường hợp. Này, chắc là trên đoạn đường đến nơi đó, có du hồn trợ giúp sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Thân mình của Hồng Điệp tiến về phía trước, hướng về phương đông xa xa bay đi. Dần dần, thân ảnh ba người đã dần khuất xa. Chẳng qua, sau khi bay được vài dặm, ánh mắt Vương Lâm nhìn lại chỗ vừa rồi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với ba người mà nói, 30 vạn dặm cũng cần phải tiêu tốn một chút thời gian. Một ngày nọ, ba người đã vượt qua 30 vạn dặm, nơi đây đã là cực đông của mảnh nhỏ.
Cách chỗ này không xa, mặt đất như bị xé rách, xuất hiện một đường cắt đứt khác thường. Phía dưới đó là một mảnh hư vô màu đen. Cách đại địa hơn trăm trượng, có một con sông băng màu xanh thẫm, nhìn hút tầm mắt vẫn chưa hết. Một phần của nó nối liền với đại địa. Con sông băng mặc dù nối liền với đại địa nhưng nó lại lơ lửng trên khoảng không phía trên đại địa. Vương Lâm nheo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên nói, Sắt Hổ huynh, tầng toái phiến thứ nhất có điều gì thần kỳ hoặc là tồn tại những điểm ngưng tụ khí tiên giới hay không? Nơi đó đã bị tàn phá nghiêm trọng, chắc là không còn tồn tại khí của tiên giới nữa. Hơn nữa tập tổ của tộc ta cũng chưa hề nói có chỗ nào thần kỳ, chỉ là nói tương đối nguy hiểm mà thôi. Sắt Hổ nói, nếu đã như vậy tại hạ không hỏi thêm nữa. Vương Lâm quay lại nhìn về phía xa nói, ánh mắt Hồng Điệp nhìn Vương Lâm. Không nói một lời, nàng khẽ động một cái đã vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên sông băng. Sắt Hổ hít sâu một hơi theo sát đằng sau. Khi hắn vẫn còn ở trên không trung, Vương Lâm cũng tiến về phía trước. Hai người một trước một sau đứng bên bờ sông băng. Trong khoảnh khắc đáp xuống đất, từng luồng hơi lạnh xuyên qua chân tràn vào cơ thể. Linh lực Vương Lâm lưu chuyển khiến cho hàn khí lập tức bị đẩy ra. Nơi đây còn cần đến thuật thần thông của Hồng Đạo Hữu. Đạo Hữu cũng không nên lưu thủ. Sắt Hổ cười nói. Hồng Điệp không nói một lời, bay về phía trước. Sắt Hổ cười với Vương Lâm rồi hai người bám theo ngay sát đằng sau. Suốt đoạn đường, tốc độ đi của Hồng Điệp rất nhanh. Càng đi về phía trước hàn khí càng dày đặc, màu xanh của sông băng cũng càng đậm hơn. Thỉnh thoảng còn có những cơn gió thổi từ đằng xa tới, lạnh buốt như cắt da cắt thịt vậy. Ba người đi chưa được bao lâu thì ở điểm tiếp xúc giữa đại địa và sông băng xuất hiện bóng dáng của một người trung niên. Trong tay người đó cầm một cái hồ lô. Sau khi uống một ngụm lớn, hắn lẩm bẩm nói một mình, Đình Nhi. Đợi ta lấy được tiên ngọc thì chúng ta sẽ đi ngay. Ba người bọn họ cũng như ta đến từ Chu Tước Tinh Địa. Nhưng nếu như họ dám tranh cướp ngọc với ta, ta sẽ giết họ. Người này vừa nói, thân mình vừa chậm chậm tiến về phía trước. Ba người Vương Lâm vẫn bay nhanh trên sông băng. Bỗng Vương Lâm nhìn thấy đằng xa có một tầng sương mù màu xanh như trực bao phủ cả trời đất, nhằm hướng bọn họ bay tới. Sương lạnh của sông băng có chứa cực băng khí. Hồng Điệp đạo hữu, tất cả trông đợi vào ngươi đó. Ánh mắt Sắt Hổ chớp động, nói. Hồng Điệp không nói một lời, vỗ nhẹ vào túi chữ vật. Lập tức băng điêu bay ra hóa thành một con tuyết tiên cực lớn cao tới hơn chục trượng đứng trước cô ta. Tuyết tiên băng điêu vừa xuất hiện liền bay về phía trước, trong khoảnh khắc làn sương màu xanh đã tới nhưng gặp phải băng điêu đã nhanh chóng tản sang hai bên. Băng điêu thế như trẻ tre xông vào làn sương rồi mở ra một con đường. Tuyết tiên băng điêu của Hồng Đạo Hữu quả nhiên thần kỳ, tại hạ xin bái phục. Sắt Hổ cười nói, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, cẩn thận nhìn tuyết tiên băng điêu. Hắn phát hiện có tổng cộng hàng trăm tuyết kinh mạch đang di chuyển rất nhanh. Ngoài những đường tuyết kinh mạch đó, bên trong còn có không ít những kinh mạch ảm đạm chưa khởi động. Vật này nhất định là pháp bảo quan trọng của tuyết vực quốc, có tác dụng gần giống với vật của tên đầu người mình rắn kia. Vương Lâm thầm nghĩ, ở con đường được tuyết tiên băng điêu vừa mở ra, ba người nhanh chóng đi qua. Làn sương màu xanh càng ngày càng dày đặc. Không lâu sau, từ băng điêu phát ra những tiếng kêu răng rắc và xuất hiện một vết nứt. Hồng Điệp chau mày, bấm tay niệm thần chú, điểm lên băng điêu một cái. Lập tức những đường tuyết kinh mạch ảm đạm chưa được khởi động trên băng điêu lập tức sáng lên nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ đang được vận hành. Được sự bổ sung của tuyết kinh mạch, vết nứt trên băng điêu dần biến mất. Toàn bộ băng điêu phát ra từng đợt khí lạnh, u ám. Ở rất xa đằng sau ba người, người trung niên cầm hồ lô vừa uống vừa tiến về phía trước. Làn sương màu xanh bay tới gần thân mình hắn liền bị một trở lực có quanh người ngăn lại. Nếu như làn sương quá dày đặc, người trung niên này liền phun ra một ít rượu trong miệng. Lập tức nó giống như băng tuyết bị chảy ra vậy nhanh chóng tiêu tan. Đình Nhi, sự lạnh lẽo của làn sương này không bằng một phần nghìn thân thể ngươi. Thân thể ngươi tốt thật. Ôm ngươi trong lòng là ta cảm thấy yên tâm. Mấy ngày sau, làn sương màu xanh dần dần nhạt đi. Trong mấy ngày qua Hồng Điệp đã phải ba lần đổi băng điêu. Càng về sau hơi lạnh của làn sương càng lúc càng đậm.
Thậm chí sau đó còn xuất hiện một làn xương khí màu tím, khiến cho băng điêu lập tức vỡ vụn ra. Đến mức Hồng Điệp phải lấy bản mệnh pháp bảo có dạng bông hồng ra mới có thể vượt qua được. Linh lực trong cơ thể cô ta bị hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt thêm nhợt nhạt. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ta thỉnh thoảng lại nhìn Vương Lâm, tỏ vẻ đề phòng. Suốt dọc đường Vương Lâm cảm thấy kinh hãi bởi nếu như chỉ có một mình thì hắn không thể đi được đoạn đường xa như vậy. Đặc biệt là làn xương màu tím kia, mới chạm vào chút khí còn dư lại mà Vương Lâm đã cảm thấy cơ thể nhiễm lạnh rồi. Cho dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tầm thường e rằng cũng gặp nhiều khó khăn ở đây. Chỉ có những người có công pháp liên quan tới băng tuyết như Hồng Điệp mới có thể bình yên vượt qua. Xuất hổ để Hồng Điệp gia nhập hiển nhiên là đã có tính toán từ trước. Thời gian chậm chậm trôi đi, làn xương màu xanh cuối cùng cũng tiêu tan. Khi ba người tới cạnh bờ sông băng, Hồng Điệp không chút thay đổi trên sắc mặt, lạnh lùng nói, những việc cần làm ta đã làm xong rồi. Những việc còn lại ta sẽ không động thủ nữa. Xuất hổ cười ha hả, nắm hai tay lại và nói, những việc còn lại cứ để chúng ta lo liệu. Mấy ngày qua linh lực ngươi đã hao tổn quá nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi. Hắn đứng giữa hai người, vừa nói hắn vừa đánh ánh mắt về phía Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, nếu như không có Xuất Hổ ở đây, chưa biết chừng hắn sẽ ra tay. Nhưng hành vi của Xuất Hổ cho thấy nếu như hắn ra tay thì Xuất Hổ chắc chắn sẽ ngăn cản. Ngoài ra, Vương Lâm căn bản là không tin Hồng Điệp có thể suy yếu đến mức như vậy. Chỉ sợ cô ta cố ý để lộ ra tình trạng này, để khiến mình ra tay mà thôi. Hơn nữa, cho dù linh lực thực sự bị tiêu hao, cô ta nhất định có đan dược để bồi bổ. Với tâm cơ của Vương Lâm, chẳng lẽ hắn lại bị con nhãi này lừa gạt? Xuất hổ vỗ nhẹ vào túi chữ vật, từ trong đó bay ra một đạo thanh quang. Đạo thanh quang vừa xuất hiện, lập tức to ra, hóa thành một cái la bàn cực lớn, bay trong khoảng hư vô đen kịt đằng trước cách khoảng 10 trượng. Cự ma tộc chí bảo tinh bàn. Ánh mắt Hồng Điệp chăm chú nhìn la bàn, lạnh giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn về la bàn. Trên la bàn có khắc rất nhiều hình thù phức tạp, huyền bí. Vương Lâm nhìn qua, bèn có cảm giác như toàn bộ thần thức của mình bị hút vào đó. Hắn giật mình thu thần thức lại. Trong ký ức tại cổ thần đầu ti, cũng có miêu tả về tinh la bàn, thậm chí còn có phương pháp để chế tạo nó. Chỉ có, điều là có rất nhiều nguyên vật liệu đã tuyệt tích. Nếu như là tinh la bàn thật sự thì với tu vi của tại hạ hoàn toàn không thể sử dụng được. Vật này là ngụy tinh la bàn mà thôi, so với tinh la bàn thật sự thì công hiệu kém hơn rất nhiều. Xuất hổ cười nói, Hồng Điệp nhìn la bàn rồi gật đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.